Xin chào cả nhà. Chào thầy. Chào cả nhà. Tụi bay ngồi đây làm gì? Nghe thầy gì? Nghe thầy dạy à? Có nghe không? Có thầy. Tiết trước đã bỏ dạy có biết không? Có nghe mấy bạn kể. Mấy bạn kể sao? Mấy bạn đã chửi gì tao? Nói nghe coi. Nó không có chửi gì. Nó nói có cái thằng đó nó đi lấy cơm xong nó lên. Nó nói cái thời nó lên là cái thầy đi công ty. Không, tao chửi vì tội tụi nhỏ không giao tiếp với tao. Hỏi chả đứa nào thèm nói chuyện. Chuyện bay rút kinh nghiệm cực kỳ slot trước à hay sao? Dạ không thầy. Em chỉ nghe kia nó kể là thầy không có dạy cái tiết đó luôn. Không phải, đúng rồi, tôi giận tôi không dạy mà. Chứ không phải là không dạy, bao mà hỏi chả đứa nào trả lời. Giao tiếp không đứa nào nói chuyện gì cả. Thế tao giảng bài vậy tao giảng làm gì? Dạ. Chứ không phải là không dạy, có vào, có điểm danh đầy đủ mọi thứ xong. Giao tiếp hỏi han tình hình học hành có thứ gì đó chả ai thèm trả lời. Thế thôi tao giảng làm gì? Hả? Chúng mày có muốn vậy không? Trả lời. Dạ không ạ thầy. Dạ không ạ. Dạ không. Tao bằng tuổi ba má chúng bay đấy, tao nói cho các con nghe các con ạ. Ở nhà mình nói chuyện với ba má mà ba má hỏi câu mà không trả lời, biết ba má nổi giận thế nào rồi. Để hồi mà học các con ạ. Rồi bây giờ ai đó mạnh dạn nói tôi nghe xem tình hình học hành đến đâu rồi. Môn học học đến đâu rồi? Dạ là hiện tại là em học tới quýt 3 của môn 1 rồi. Môn 1. Có gì khó khăn không? Dạ có cái mô hình spiral. Spiral, rồi. Cái mô hình spiral với lại cái phần đấy em có nói lại. Cái nhược điểm về cái phần mà của cái thằng V model có thể nó dùng cái từ là unfinished work. Rồi. More unfinished work thì em không hiểu về cái vấn đề đó. Rồi, cứ nói tiếp tục, còn những vấn đề gì cứ nói. Dạ, hết thầy có mình nói gì đó thầy này. Vậy thì chú có biết tại sao người ta phải giảng những cái đó không? Giảng những cái mô hình đó không? Dạ em chỉ biết là nó là mấy cái mô hình mình sẽ sử dụng để apply vô để làm một cái phần mềm. Ok, tốt mà. Nói như vậy là tốt đấy. Được. Vậy là bạn có hiểu vấn đề đấy. Rồi những cái thuật ngữ đó cứ để đó. Cứ nhắn tin cái thuật ngữ lên vào trong cái group để cho mọi người cùng gặp vấn đề thì bạn nhắn tin vào trong cái chat vào đi. Nha. Tôi sẽ có trách nhiệm tôi giảng cho nghe rồi. Cảm ơn Dũng. Còn câu hỏi gì không? Bạn còn câu hỏi gì thắc mắc gì nữa hay không? Để cần giải đáp hay không? Dạ không ạ. Cảm ơn thầy ạ. Ok rồi. Cảm ơn cô. Nhắn tin vào đi. Nhắn tin vào mọi người mấy cái thuật ngữ bạn đang bị. Để cho mọi người cũng biết. Để có thể sẽ đó là vấn đề chung của mọi người. Rồi còn cảm ơn bạn. Bạn tắt mic được rồi. Tắt on mic. Tắt mic đi giùm tôi. Rồi những thành viên khác có ai còn có câu hỏi hay có gì cần trao đổi không? Hay là chưa học? Không có thầy ơi. Là dễ dàng á hả Thành? Không có dễ dàng hả? Cũng tụng hơi lâu hả? Tụng hơi lâu. Có học thật đâu hay là chỉ đơn giản là lên trên mạng lấy quylit.com lấy suộc về rồi tích vào bài quy sẽ là xong. Phải học thầy chứ. Nếu chú có học thật sự ok, cảm ơn. Vậy chú có thể trả lời cho anh xem là chú học được những cái điều gì hoặc cái điều gì còn mơ hồ khó hiểu, nói anh nghe. Mơ hồ thì em có nhưng mà theo kiểu dạng mà em chỉ là khá phân vân về các cái đó theo dạng là cái là mình khi nào mình áp dụng đó thầy. Câu hỏi hay mà. Ok. Mặc dù em có đọc nhưng mà nó lú, nó gây lú toàn tập. Rồi, tốt. Chỉ cần nói lú là được rồi, không sao. Ta chỉ cần biết chúng mày có vấn đề gì hay không. Chúng mày sẽ còn lú ở mấy phần sau nữa. Không sao đâu. Cứ để đó, tôi sẽ tìm cách cho lo cho các bạn. Rồi. Tốt. Upfront. Rồi. Cái chữ đó là một cái chữ liên quan đến thuật ngữ, liên quan đến đặc trưng của cái khái niệm requirement và vấn đề design. Cái chữ upfront. Nha.
không sao đâu, chữ đó từ từ sẽ giải thích. Rồi tiếp tục, còn ai có vấn đề gì trục trặc hay là khó khăn gì trong quá trình học, nói thử cho, chia sẻ thử vài câu cho tôi nghe, và nếu không có thì tôi sẽ đi vào nội dung. Chúng nó là im lặng hả? Rồi ok, nếu không có cái gì thì tôi sẽ giảng trước cho các bạn một số thứ các bạn cần phải chú ý, thấy không? Thì để các bạn làm quen dần với những nội dung học. Bởi vì cái môn số 1 ấy, nó có 4 tuần. Thì môn số 1 nó mới dạo đầu thôi. Mặc dù nó dạo những cái mô hình, một số cái mô hình. Ví dụ bạn có nghe chữ sashimi, rồi bạn nghe cái chữ spiral, rồi bạn nghe chữ V-model, thì hay là poem, nó một vài cái loại mô hình. Thì cái chữ mô hình mình phải hình dung cái mô hình là cái gì, hay là methodology hay là model ấy. Thì trong tất cả những cái thuật ngữ mà của cái môn 1 mà bạn học á, thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì bạn chỉ cần nhớ cái waterfall, nhớ tốt nhất và hiểu được nó, thì những thằng kia bạn sẽ cũng dễ hình dung. Cái waterfall, mô hình thác nước ấy, là một cái mô hình mà nó kinh điển, nó cơ bản và nó là mô hình đầu tiên. Còn mô hình nghĩa là gì thì mình sẽ từ từ mình sẽ giải thích trong cái bữa nay và những bữa sau. Rồi, nhưng mà cái mà gọi là cái bắt trend, mà các bạn sẽ dành để đi thực tập ấy, bạn sẽ gặp nó là cái mô hình này. Tôi sẽ gõ vào, lát hồi tôi sẽ share màn hình tính sau. Cái này mới là cái mà xứng đáng để bạn dành thời gian bạn tập trung vào, và bạn cũng nên nắm được nó, cái tinh thần của nó một cách rõ ràng. Mặc dù có thể mình chưa hiểu hết được ở cái bối cảnh học của môn này luôn, nhưng mà nó là bạn Agile. Trong Agile nó là môn của kỳ 2, kỳ 3, nó là nội dung của môn 2 và môn 3. Thì trong đây bạn sẽ gặp những cái chữ, ví dụ như Scrum. Chờ tôi xíu tôi gõ. XP, Kanban và Lean. Đấy, một trong những cái chữ này là cái chữ bạn sẽ gặp ở từ kỳ môn 2, môn 3. Thì đó là những thứ mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ cần focus vào, cần tập trung vào nhiều. Còn những mô hình ở trên, mình cũng sẽ nắm cái tinh thần của nó được rồi, chứ không cần đi quá sâu. Vì ví dụ như những cái mô hình của cô chương của môn 1 ấy, ông giáo sư đang giảng, thì nó mang tính chất của lịch sử nhiều hơn. Nó mang tính chất của những cái legacy, tức là những cái hệ thống mà, những phương pháp mà đã từng tồn tại, nhưng mà hiện nay đang sử dụng nổi tiếng nhất thì vẫn là Agile. Mà như tôi đã vừa gõ từ gửi cho các bạn. Và trong cái đại diện nổi bật này thì bốn cái thằng này là bốn cái phương pháp mà tôi vừa gửi tin cho các bạn, nó gồm thuộc cái trường phái Agile, tức là gọi đại diện ưu tú nổi bật. Còn những cái trường phái mà các bạn vừa hỏi tôi, ví dụ Spiral này, V-model như anh bạn vừa gõ này, như bạn Dũng vừa gõ này, Sashimi, cái tất cả thì nó đều gọi là cái môn, cái nhóm gọi là nhóm truyền thống nha. Thì trong đó ta cần ta nhớ được cái waterfall. Để tôi xíu tôi gọi. Là cái thứ mà ta cần lĩnh hội được trước. Vì từ nó này nó sẽ ra được những cái khác, là cái căn cứ để đi những cái khác. Hình như tôi dư chữ Q, xin lỗi. Thì bây giờ thì waterfall. Và những cái chữ này thì bạn thường thường gặp những cái, ví dụ như cái SDLC này. SDLC này, bạn gặp chữ model này. Đấy, gọi bạn gặp chữ process này. Đấy. Rồi bạn gặp thêm cái chữ methodology. Đấy, mấy cái chữ này thì mình cũng sẽ cần phải làm rõ dần. Thì để khi đó các bạn học thì các bạn mới biết khái niệm model nó như thế nào, mô hình là như thế nào, quy trình là như thế nào. Thì có thể tôi biết rằng đoạn đầu các bạn học nó đang bị rối một chút xíu. Một số nghe nó có vẻ đúng như bạn vừa nói là nó lú. Thì giờ tôi sẽ, ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp dần nha. Thì hôm nay mình sẽ đi cái nội dung học của ngày hôm nay, mình sẽ đi vào các mô hình phát triển phần mềm, hay là quy trình phát triển phần mềm, hay vòng đời phát triển phần mềm. Tất cả các chữ này mình cần phải làm rõ dần trong những bữa này. Thì mục tiêu của bài giảng hôm nay tôi sẽ làm rõ những khái niệm đó. Thì khi đó bạn mới cảm nhận được tại sao nó lại có xuất hiện Scrum, xuất hiện XP, Kanban, Lean hay là V-model. Và mỗi cái thằng này thì nó có điểm, những thằng này nó chia sẻ những đặc điểm chung là cái gì, mà điểm khác biệt là gì. Rồi mà tại sao lại phải nghĩ ra những cái trò này mà không viết code luôn cho rồi. Thì tôi sẽ đi vào hết tất cả những nội dung này dần từ giờ đến những cái buổi còn lại. Thì nếu các bạn còn nhớ hôm bữa trong cái video đầu tiên, tôi có nói với các bạn cái buổi gặp đầu tiên thì cũng nói là sóng bắt đầu từ gió và viết app bắt đầu từ requirement. Thì
mọi quá trình viết app trên những cái thuật ngữ mà bạn tôi vừa gõ với bạn hay cho bạn xem, hay những bạn anh bạn Dũng bạn vừa gõ ấy, thì tất cả cái này nó đều nằm nha, nó đều xoay quanh là những cái công đoạn, những cái bước để làm phần mềm thôi, chỉ điều là các phối hợp thôi, cách cách mà phối hợp các công đoạn thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào tất cả các nội dung này, và trong quá trình tôi giảng thì tôi sẽ giảng để các bạn học được những nội dung như mình đã gõ, nhưng đồng thời là mình còn đạt thêm mục tiêu kép nữa, tức là mình còn giải được đề thi, còn làm được các bài thi PE. Và cái điều thứ ba nữa là mình phải học để mình có kiến thức còn chuẩn bị cho những môn của kỳ sau. Môn này là môn chuẩn bị cho kỳ sau, ở góc độ là cái quy trình công nghiệp khi bạn bắt đầu đi thực tập. Cho nên tất cả những kiến thức này chắc chắn sẽ được dùng khi đi thực tập, chứ không phải là học cho qua môn. Như tôi đã từng bình luận kỳ trước hôm bữa thì Coursera nó có cái ưu và cái nhược điểm. Và kể cả giảng dạy trực tiếp trên lớp thì nó lại cũng có ưu và nhược. Cái nào cũng có ưu và nhược. Thì mình sẽ nhận lấy cái ưu điểm để mình học thôi. Còn cái phần nhược điểm thì mình cố gắng mình sẽ loại trừ bớt cái gây cái khó khăn gây cho mình không tiếp thu được kiến thức hay là không cảm giác thoải mái học hành. Đó thì đấy là cái phần dạo đầu cho cái nội dung. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào trong cái quy trình làm phần mềm, và tôi sẽ giảng trước đã để các bạn hình dung. Và trong quá trình giảng tôi cũng sẽ nhấn ở chỗ nào xuất hiện trong đề thi luôn. Và khi đó vào chỗ nào nó sẽ dính vào trong môn học thì coi như các bạn sẽ tạm giác tự nhiên để các bạn cày bừa thêm cái tuần, những tuần sau cộng với những cái course thứ 2, số 3 của môn học này. Đấy, thì đấy là mục tiêu của buổi gặp ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ vào nội dung. Bây giờ tôi share màn hình để cái nốt để mình tôi giảng giống như trên bảng thông qua cái notepad, để các bạn cũng có cảm giác là giống như mình đang ngồi nghe giảng thật sự trên lớp, chỉ có điều là mình không biết nhìn thấy mặt nhau một cách tương tác rõ ràng thôi. Và chờ xíu để tôi share cái màn hình. Bây giờ tôi sẽ giảng vào trong cái quy trình làm phần mềm. Mọi người nhìn được cái notepad của tôi chưa? Rồi. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi. Nếu các bạn, tôi sẽ mở lại cái hình mà cái hôm bữa tôi đã giảng cho các bạn nghe. Nếu các bạn nhìn cái bức hình này trong cái slide bữa tôi thuyết trình, cái lần đầu đó, cái video lần đầu. Anh nên nhớ rằng cái nội dung giảng này tôi vẫn đang ghi video luôn nhé. Rồi để tôi sẽ upload lên cái YouTube để các bạn nào không có kịp học hay là bận rộn việc gia đình hay bạn bè mình nó cũng không có mặt một lớp bữa nay thì vẫn có được thông tin. Thường tôi sẽ post vào ngay sau buổi học hoặc bằng cách đó một ngày thôi. Các bạn vào các bạn xem. Thì cho dù là Waterfall Sashimi V-Model hay bất kỳ một cái mô hình phát triển phần mềm nào, thì bạn nên trong đây người ta dùng chữ process chứ người ta không dùng chữ model hay là dùng chữ gọi là methodology. Thì nó tương đương nhau thôi, về mặt nào nó tương đương nhau, mình không cần phải quá gọi chiết tự nghĩa tiếng Anh gốc nó ra là những chữ gì. Thì bạn thấy rằng quy trình làm phần mềm nào, tức là cách cách để làm phần mềm, thì nó sẽ chia thành những bước, những cái công đoạn, những cái giai đoạn. Giống như nấu cơm, nồi cơm điện ở nhà mình thì bản thân nó cũng có những cái công đoạn. Công đoạn là chuẩn bị gạo này, củi lửa hay là bếp, hay nồi, nồi cơm điện. Rồi, nước non, đấy là chuẩn bị trước, mình bắt đầu sẽ vào nấu. Thì bắt đầu là gì? Một quá trình nấu thì nó lại gồm những cái việc là ví dụ như vo gạo, đổ nước, lau cái nồi, rồi sau đó bỏ vào và bấm và chờ nó chín, nó chuyển sang cái chế độ ấm thì bắt đầu mình dùng được. Bạn nếu bạn xem các kênh trên YouTube hay TikTok về cách nấu ăn hay trên cái truyền hình về nấu ăn thì người ta cũng lại chia cái quá trình nấu một cái món cơm, một cái món canh hay một cái đặc sản nào đó, một món nhậu nào đó thì lại cũng chia thành từng giai đoạn sơ chế về nguyên vật liệu, đi chợ mua vật nguyên vật liệu sơ chế xong bắt đầu tẩm ướp. Có những thứ là không thể nấu ngay được mà phải chờ cho nó đủ ngấm gia vị hay gì đó rồi bắt đầu mới đi vào chế biến. Vậy thì mình cũng sẽ thấy dần thành những công đoạn chuẩn bị này, công đoạn tẩm ướp này, bắt đầu công đoạn bắt đầu mới chế biến, tức là thực sự mình nấu trên bếp ấy. Rồi sau đó là phần trang trí và thực khách thưởng thức. Đấy thì bạn thấy rằng tức là trong cái kết quả của một cái điều gì ta muốn làm thì nó sẽ chia thành từng cái cụm công việc, từng cái bước mà ta có thể đặt tên được cho những cái bước đó. Thì đấy người ta gọi là cái bước nhá, hay các giai đoạn. Thì làm một phần mềm thì luôn luôn mình sẽ có các giai đoạn, nó cũng sẽ có các giai đoạn giống như tôi vừa ví dụ cho việc nấu nướng hay là ví dụ cho việc là làm bếp hoặc là nấu cơm. Đó thì đối với làm phần mềm thì nó cũng sẽ đi qua những cái bước cơ bản như bạn nhìn thấy trên màn hình: requirement, design, development, testing và deployment. Thực ra trong cái bài giảng của các ông giáo sư trong cái Coursera thì có thể người ta chia nhỏ hơn một chút xíu những bước này, chia nhỏ hơn thôi nhá, chứ còn thường nó cũng sẽ gồm nhiều đầy bước hoặc có thể là nhiều hơn, nhưng cũng quanh quẩn chỉ nhiêu đây thôi.
Tức là ví dụ trong cái phần deployment thì có thể chia nhỏ thành hai ba thứ. Ví dụ như deployment, xong rồi đến thêm enhancement hay là fixing, đó, hay maintenance. Đó, người ta có thể phía cái chỗ này người ta đẩy thêm vài bước nữa thôi. Còn cái chỗ này thì không đẩy nữa, chỗ này không đẩy nữa, chỗ này không đẩy nữa. Tức là đoạn này là ổn định này, chỉ có đoạn sau là có thể người ta thêm bước. Thì bạn cũng đừng lo lắng những cái bước này. Thì nói là những cái gì tôi sẽ giải thích dần trong ngày hôm nay. Nhưng mà kiểu gì kiểu thì bạn thấy phần mềm nó sẽ quanh cái này. Vậy thì cái phương pháp này nó đảo, phương pháp Scrum ở dưới là phương pháp Agile. Hay V-Model thì nó cũng quanh cái này, nhưng mà nó sẽ là vòng xoắn. Hay là V, chữ V, mỗi cái này thì có một cái khái niệm kiểm thử đi kèm. Và Spiral, tức là những cái này nó xoắn lại với nhau thành những vòng, xong lại xong cái vòng lớn dần thành xoắn ốc. Nhưng quanh đi cũng vẫn có những bước này. Nếu có thể đem thêm một cái số khái niệm gọi là cái Risk, tức là cái rủi ro trong mỗi cái bước làm thôi. Tức là đánh giá rủi ro mình có nên đi tiếp hay không trong giai đoạn sau. Thì mình hình dung sơ bộ thôi. Thì với cái thằng này thì thằng Scrum bạn chưa biết nó là có thể là cái gì, nhưng mà rõ ràng bạn thấy là nó đảo cái cách làm. Những cái chữ này này nó đã biến thành chiều dọc requirement. Cái chữ nó bị mờ tí xíu nha, do nó độ phân giải. Mà bức hình này không phải do tôi vẽ, bức hình này là của trên mạng nha. À, tức là mình học kiến thức của nhân loại luôn. Bạn thấy những cái chữ này nó đảo này, à, quy trình thay thì ta dàn ngang đều thì ra ta chiều dọc. Ta chiều dọc những cái chữ đó. Và nó lặp lại, nó xuất hiện lại. Còn thằng này mỗi đấy xuất hiện có một lần à. Còn cái thằng này nó xuất hiện lại. Đấy là cái sự khác nhau giữa các phương pháp. Còn ý nghĩa của này, những phương pháp là những cái nội dung này bên trong là gì, và khi nào thì áp dụng phương pháp này và khi nào áp dụng phương pháp kia. Cái câu hỏi của các bạn lúc đầu giờ nó cũng chính là thứ mà tôi sẽ phải giải thích. Và thật là ông giáo sư ông giải thích. Nhưng bây giờ mình phải hiểu các bước đã rồi bắt đầu mình mới biết là nên áp dụng theo cái trình tự nào. Đây là hai trình tự nổi tiếng nhá. Đấy thì bạn hình dung sơ bộ thôi đã. Tức là về việc làm phần mềm sẽ có nhiều bước, và bây giờ tôi sẽ vào tôi phần ghi chú để tôi giải thích cho các bạn xem. Nhớ rằng nội dung này nó bao hàm luôn cả cái ngữ nghĩa của việc thi cử luôn. Rồi, bây giờ ta sẽ giải thích về cái quy trình. Đầu tiên ta sẽ học về các bước, các công đoạn hay giai đoạn làm phần mềm. Và cái bước này mình để một la mã đi để mình có thể chia nhỏ. Cái này là không bao hàm thứ tự nha. Không bao hàm cái thứ tự. Tức là mình chỉ là liệt kê thôi đã, chỉ liệt kê trước đã. Nhưng mà cái liệt kê này nó cũng có một cái ý đồ ngầm riêng sau đó nha. Nhưng mà thực ra các bước, các công đoạn làm phần mềm bạn không cần kể theo một trình tự. Bạn chỉ có liệt kê thôi. Vậy thì về nguyên tắc tôi có thể liệt kê như sau. Muốn làm một phần mềm nha, thì phải viết code trước. Đó. Giả sử bạn có suy nghĩ thế này, viết code. Sau bắt đầu bạn có thể là kiểm thử. Rồi các bạn có thể là bạn bàn giao. Có thể bạn ngồi bạn nhìn như thế này cũng là một cái bước để mình liệt kê. Nhưng rõ ràng là code cái gì. À, thì mình có thể mình nhìn vô đây thôi. Nhưng mà có thể mình nhìn sẽ là design. À, nó phải cần thêm cho đoạn design nữa chứ là thiết kế. Cái này nó giống như việc xây một ngôi nhà. Bạn xây một ngôi nhà thì bạn sẽ thấy rằng là xây cái nhà bình thường bằng cái nhà mái tôn hay là bình nhà bằng tre nứa. Thì thực ra mình nhà vách ấy, thì mình cũng không cần phức tạp. Không cần phải kiến trúc sư. À, nhưng bắt đầu nhà sàn cũng phải có thiết kế này. Những nhà tầng, nhà trệt, các thứ ở mặt phố yêu cầu vẫn phải có bản vẽ thiết kế. À, thì thiết kế để đơn giản cho ta cái nhìn trước đã, rồi bắt đầu ta mới bàn vào việc xây dựng. À, thì hình dung là nó vẫn cứ kiểu gì nó cũng phải chia các bước. Nhưng mà ta cứ liệt kê ra thôi, chứ ta cũng không có cần phải là theo một cái trình tự ngầm định nào đó. Thì bạn thấy là bạn có thể liệt kê những cái chữ là design, code, kiểm thử, bàn giao để sử dụng. Thì đây là những cái bước mà bạn có cảm giác bạn nhận ra được trước trong quá trình làm phần mềm. Ví dụ cái design này mình có thể nói design cái gì. Với một ngôi nhà thì bạn có thể nói cái chuyện design nó như sau. Tôi sẽ cho bạn xem thử thế nào là design. Nếu bạn đã từng vào các công trình xây dựng, đi qua các công trình xây dựng, tôi tin rằng bạn đã gặp những hình dáng kiểu này. Bạn vẽ phối cảnh nhà phố. Ủa? Cái này đã xây chưa thầy? Chưa, cái này chưa xây. Cái này mới là vẽ cho này xem gia chủ được ưng không. Gia chủ ưng cái nhà nào thì bắt đầu tính nhà đó. Gia chủ in ưng một cái kiểu thiết kế này chẳng hạn. Chịu thiết kế này không? Ok chịu, đây là vẽ thôi nha. Bắt đầu mới tính tiếp. Như vậy cái này mới vẽ phối cảnh nhất cho mình cảm giác thôi. Cái này bạn cứ tưởng tượng nó giống như cái UI á. Tức là cái màn hình giao diện, cái trang web của bạn ấy, bạn vẽ thôi. Bạn vẽ bằng giấy cũng được, bạn vẽ bằng tool cũng được. Nhưng nói chung là bạn chưa có code. Vì nó chưa chạy được, vì chưa có database. Nó chưa có lập trình. Thì bắt đầu nếu bắt đầu muốn sâu hơn thì bạn có thể xem cái bản vẽ. Để cái này để đảm giác là anh có ưng cái nhà này không, mẫu này không. Nếu anh ưng nha thì bắt đầu tôi tính tiếp. Bắt đầu xây dựng mình phải bàn cái khẩu độ, ví dụ độ cao, độ nghiêng của mái, rồi bề rộng bề dài của cái mái như thế nào đó, rồi màu sơn tường các thứ này nọ, khẩu độ cửa này rộng bao nhiêu, đại loại vậy, tất cả những cái trò này. Thế thì
nó sẽ phải là bản vẽ kết cấu. Bạn sẽ nhìn thử. Bởi vì có cái bản vẽ vừa rồi thì thấy nó đẹp nhưng chưa xây được. Nhưng bản vẽ này sure, mình có thể xây được. Bởi vì ví dụ bạn nhìn cái bản vẽ này thì bạn sẽ thấy, nào, nhìn đây là nhà một lầu một trệt, mái tôn nghiêng đây. Và chỗ này rõ ràng đây là, bạn có thể nhìn chỗ này, ví dụ đây này, bước này này, à, đây chính là cái bậc mặt sân. Đây chính là bậc tam cấp, tức là bậc bước lên. Đây là thềm nhà bao giờ phải cao hơn mặt sân. Và tôi nhìn đây là thấy 0.450, tức là cao nhà cao hơn mặt sân, tức là cái mặt sàn nhà cao hơn mặt sân là gần nửa mét, từ 400 nha, 444 đấy thì 45 cm. Đấy thì bạn nhìn thấy nó cao như vậy cho nên nó phải có cái bậc thềm. Đó, và chỗ này phía sau này là cái ví dụ cái giếng trời để nó hút gió chẳng hạn. Là cái chỗ này nước mưa nó không có tạt vào ngang vào đây được cho nên nó phải trũng xuống. À, thấp xuống rồi chỗ này có thể mình để máy giặt chẳng hạn. Đấy thì bạn hình dung đây là chỗ tủ bếp này. Cái chỗ này là cầu thang đi lên này và nó có cái khẩu độ luôn. Nó có cái khẩu độ luôn và cái này thì thợ xây chắc chắn họ xây được. Các bác thợ xây người ta xây được vì người ta biết cái kích thước rồi. À, chứ còn hồi nãy vẽ kia thì đẹp thôi nhưng chưa xây được, mình làm không thể biết tỷ lệ nó hài hòa, nhìn thấy sướng nhưng mà phải cần có cái kích thước bề ngang bề rộng. À, như vậy bây giờ bạn đã hiểu thế nào là vai trò thiết kế. Thiết kế tức là ta phác thảo ra nhiều thứ trước để ta có thể bình luận nhau trước và ta có thể cân đo đong đếm soi xét, rồi sau đó nếu thấy ổn thì bắt đầu ta mới triển khai xây. Làm phần mềm nó cũng y chang vậy à, nó cũng phải đi qua nhiều bước. À, thì design bây giờ bạn biết này, design cái gì, ví dụ design database để lưu trữ dữ liệu nào, design cái UI để nó có thể là có những cái chỗ màn hình để nhập thông tin, rồi sau đó ví dụ hiển thị thông tin thứ này nọ thì bạn có thể bắt đầu suy nghĩ đến việc là à mình cần cái API, mình phải thống nhất cái giá trị trả về cái API. Bạn có nghe API đấy, bắt đầu từ từ bạn sẽ quen được, kỳ 4, kỳ 5 sẽ gặp những chỗ đó. Đó. Rồi còn đấy thì bắt đầu bạn mới code được. Rồi code xong thì bắt đầu bạn phải kiểm tra xem hạ app mình có bị lỗi hay cái gì đó hay không để bắt đầu mới sử dụng được chứ. Đấy thì bạn nên nhớ rằng mỗi thứ nó có một cái việc riêng. Chỗ này là không có bàn gì về code vội đâu. Code là phải bắt đầu là có cái bản vẽ thiết kế kiểm thử màn giao diện, bắt đầu mình mới lắp ráp mình vào mới code được. À đấy. Thế thì nhắc đi nhắc lại tôi giải thích dài dòng cho cái việc xây một ngôi nhà và làm một cái phần mềm nó có cái điểm tương đồng. Tương đồng là chúng ta có một sản phẩm ở cuối, cần phải nhìn đó, một ngôi nhà nhìn thấy, một cái app chạy được. Còn vấn đề đi qua bao nhiêu công đoạn thì các công đoạn đó bây giờ tôi sẽ liệt kê một cách bài bản và tử tế nha. Thế thì tôi sẽ liệt kê bằng tiếng Anh trước để bạn dễ hình dung mà tôi không bao hàm thứ tự. Liệt kê cái đã. Nó giống như hồi nãy. Nếu là xây nhà, xây một ngôi nhà và làm một cái app. Và bây giờ sẽ thấy sự tương đương. Xây một ngôi nhà thì kiến trúc sư sẽ nói chuyện với chủ nhà, nói chuyện với gia chủ. Gia chủ để nói lên cái mong ước của tôi muốn cái nhà kiểu gì. Để diễn đạt cái kiểu nhà mà họ muốn xây. À, cái cú đầu tiên là phải có cái diễn đạt. Xây một nhà nói chuyện với gia chủ để kiến trúc sư chứ xin lỗi. Cái này là kiến trúc sư hay công ty xây dựng, kiến trúc sư hoặc là công ty xây dựng. Nói chuyện với chủ nhà để diễn đạt, để hiểu cái kiểu nhà mà họ muốn xây. À, kiến trúc sư sẽ làm. Như vậy thì việc làm một cái app nó cũng sẽ có cái câu chuyện này. Việc làm cái app nó sẽ bắt đầu từ câu chuyện có một ai đó. Một ai đó đây có thể là một cái công ty sản xuất gỗ chẳng hạn. Rồi, một nhà xưởng. Rồi, một bệnh viện. Một quán ăn. Một nhà hàng. Một siêu thị. Một ngân hàng. Có nhiều trò lắm nha. Ngân hàng, công ty, quán ăn, siêu thị, nhà hàng, ngân hàng. Một cửa hàng. Một cái shop. Đó. Sẽ gọi điện cho công ty phần mềm rằng họ muốn có một cái app giúp cho công việc của họ. Và bây giờ cái mô hình bắt đầu nó sẽ nằm ở đây. Gia chủ nói đây, công ty xây dựng, công ty xây dựng nha, và kiến trúc sư nói chuyện với gia chủ muốn xây nhà. Đấy, mô hình bắt đầu nó như thế này. Thì làm cái app cũng sẽ bắt đầu từ câu chuyện công ty phần mềm cũng sẽ phải giao tiếp với
đơn vị hay là cá nhân nào đó muốn có app để hỗ trợ công việc, để hỗ trợ cái công việc của họ. Hai bạn hình dung đến đây thì nó là câu chuyện của hai bên. Như vậy thì chắc chắn anh phải nói tôi mong ước chứ. Anh phải nói cho tôi mong ước của anh. Như vậy bên này chuyển đạt sang, tức là về nguyên tắc này, nói ra cái mong ước về phần mềm, nói ra cái mong ước. Bên này cũng vậy, nói ra cái mong ước với bên công ty xây dựng, nói ra mong ước về căn nhà. Thế nào là mong ước thưa thầy? Ví dụ có thể nói là gì? Tôi muốn nhà phố là một dạng. Nhà phố là giống như nhà hộp mình đang ở. Có thể là nhà vườn. Nhà vườn hay mình gọi là biệt thự. Đó, vì cái độ rộng của nó khác nha. Có thể mình dùng biệt thự. Nhà sàn. Nhà rường. Nhà rường là cái nhà mà của người Huế mình, nó có bên trong có cột kèo gỗ đó. Là mình giống như kiểu của các vị quan ngày xưa vậy đó. Thì với mỗi kiểu nhà khác nhau này sẽ có những cái cách thiết kế rồi cái mọi yêu cầu khác đi kèm. Như vậy gia chủ nói thì nó chính là gọi được gọi là requirement. Yêu cầu, tôi muốn có căn nhà phố. Cái câu này nó còn tổng quát lắm, nhưng mà nhà phố cỡ kiểu nào anh có thể nói cho em nghe được không? Nhà phố cái kiểu là như thế này. Lầu trệt như thế nào đó, bạn có thể rất nhiều hình dáng khác nhau. Hay ba lầu ba trệt, một lầu một trệt như thế nào đó, có gara hay không, rồi trên có sân thượng hay không. Nói chung tùy, mình phải diễn đạt. Còn nếu bạn nhìn chữ nhà vườn thì cái câu chuyện hoàn toàn nó khác nha. Cái nhà phố nhìn nó rất vuông thẳng sắc cạnh, bề ngang nó cũng không có rộng lắm, nhưng mà nghe nhà vườn cái phối cảnh nó ra khác liền, bạn thấy tươi mát liền, bạn thấy có cả cái hồ bơi sân trước sân sau. Cho nên nghe cái tên rồi lập tức ra khác. Và xua 99,9% là mái ngói, kiểu gì cũng phải là mái ngói. Bề rộng nó rộng, cái không gian đất này nó rộng, cho nên khi nghe cái này lập tức ông kiến trúc sư cũng phải hình dung câu chuyện khác ngay. Quay trở lại sang bên này cũng vậy. Như vậy bên này nói ra mong ước về phần mềm họ cần. Ví dụ như họ cần cái gì? Họ cần một cái phần mềm là để quản lý bán hàng. Nó giống y chang cái phần mềm 7-Eleven mà mình ở trường mình các bạn đi mua hàng đấy. Rồi, nếu không phải đi bán hàng thì lại một phần mềm chăm sóc khách hàng. Phần mềm tích điểm. Nếu nói theo cái app của trường mình thì nó là 7-Eleven Reward. App tích điểm. Điểm thưởng, bạn biết là bạn có bao nhiêu điểm, bạn biết bạn nhận cái khuyến mãi gì. Tôi muốn có cái app quản lý cái phòng mạch. Rồi, cá nhân đơn vị nào đó muốn có một cái app nha. Rồi, quản lý công ty du lịch hay là quản lý đặt tour. Bạn thấy cái chuyện nó rất rất đa dạng. Vậy luôn có một vé. Và với cái câu này thì bản thân họ cũng lại đưa ra requirement mong ước đấy. Và requirement đây chính là những cái thứ họ sẽ diễn đạt. Tất nhiên câu này còn ngắn lắm, quản lý phòng mạch, quản lý tour, rồi quản lý bán hàng nó như thế nào, chuyện này nó còn dài dòng hơn nữa. Đây mới câu ngắn thôi. Câu ngắn này để làm gì? Để mình xác định là mình sẽ làm gì trước đã. Quản lý bán hàng thì chắc chắn không phải là quản lý sinh viên rồi. Mà quản lý sinh viên thì không thể phải là quản lý thư viện. Vì quản lý thư viện nó bàn về mượn trả, trong đó sinh viên chỉ là người tham gia vào câu chuyện mượn trả, chứ không quản lý hồ sơ sinh viên gồm điểm các thứ này nọ. Cho nên khi nghe tên những cái loại này thì mình biết chắc chắn là loại app nào. Cái này giống như nhà vườn, nhà phố thôi, là biết chắc chắn là phải hình dung cái câu chuyện nha, nó khác rồi. Ví dụ như quản lý bán hàng thì thế nào cũng phải có cái máy đọc cái barcode để scan cái đi, cái món đồ mình muốn mua. Nhưng mà quản lý công ty du lịch thì chắc chắn nó lại là câu chuyện khác, là video để giới thiệu về tour, những cái vùng đất mà những cái tour bạn sẽ đến, những cái trải nghiệm mà bạn sẽ cảm nhận được. Như vậy cái bối cảnh nó khác, nó bối cảnh nó khác. Đặt tour thì lúc này là mình gửi cái request, mình book tour, chứ không phải là dùng cái máy scan barcode để mình scan sản phẩm nữa. Với cái sản phẩm này nó hoàn toàn thuần là sản phẩm được kiểu viết trên giấy, chứ nó không cần một sản phẩm hữu hình để mình quẹt vào máy.
À, như vậy thì bạn đã nghe cái tên của loại phần mềm, bạn đã cảm nhận được cái câu chuyện hình như nó có khác, thưa thầy. Đấy. Thì đây là cái đầu tiên bạn cảm nhận. Đặc biệt nó còn một cái trò hay nữa. Nào, thì cái này là bạn nói là cái công ty xây dựng, gia chủ muốn xây nhà. Đó, thì cái này người ta gọi là khái niệm là làm theo đơn đặt hàng. Làm theo đặt hàng. Đặt hàng tức là ai đó order thì bên cung cấp dịch vụ này, bên này gọi là cung cấp công ty dịch vụ, là cái trọng tâm mình đang tập trung cái này. Người nào đặt hàng mình làm cái căn nhà thì bắt đầu mình xây, mình thiết kế cho. Thì cái vụ này bên này cũng vậy. Đơn vị cá nhân nào muốn có app thì cái này cũng gọi là làm theo đặt hàng. Bởi vì nó sẽ có một câu chuyện khác, công ty phần mềm sẽ chờ người đó đặt hàng, ví dụ như bệnh viện, nhà hàng, quán ăn, đây là một cái tình huống. Thế thì nó còn một cái tình huống khác nữa. Bây giờ bạn sẽ chú ý nha, cái câu chuyện này nó thú vị. Nào, công ty phần mềm, à, công ty xây dựng. Họ chả có ai đặt hàng, họ nghiên cứu thị trường. Họ nghiên cứu thị trường. Cái này quan rõ ràng họ câu là họ tự nghiên cứu, họ nghiên cứu thị trường nha. Nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường là sao? Nghiên cứu thị trường tức là họ bằng cái những khảo sát, ví dụ cái survey. Bằng cái survey. Nếu bạn thấy bạn bè bạn lâu lâu mà gửi cho bạn mấy cái form Google Form để mày ơi điền giùm tao cái, điền có tâm giùm tao mấy cái này, tao đang làm cái dự án này nữa. Đấy là cái khảo sát thị trường đấy. Nghiên cứu thị trường để tìm ra cái nhu cầu. Đó. Mua căn hộ. Một căn hộ nha, chứ cái này không phải xây theo kiểu đặt hàng nha. Như vậy bắt đầu sẽ họ sẽ tự xây. Đó, họ sẽ xây một cái app. À, xây xin lỗi xây. Bắt đầu tự xây. Một dãy hay là một building. Đó, gồm các căn hộ. Là các căn hộ, căn hộ này có thể bàn giao là căn hộ thô hay có thể căn hộ hoàn thiện. Thô tức là chỉ có tường, có tường có đầy đủ. Nhưng mà bên trong nội thất ví dụ như là sơn màu gì, gạch bông ra sao, tất cả các trang bị nội thất ví dụ là lavabo, bồn cầu, toilet, các thứ này nọ. Rồi ông muốn là cái đồ thương hiệu nào thì chúng tôi chừa sẵn những cái lỗ thôi. Ví dụ lỗ thoát nước, lỗ thoát mấy cái đồ thải, rồi ống khói ga các thứ là chúng tôi chừa sẵn chỗ để hút khói các thứ này nọ ra. Rồi còn vấn đề là các ông mua đồ thạc thiết bị gì, các ông vào đi, đem vào. Thì căn hộ thô hoặc căn hộ hoàn thiện. Thô nghĩa là vậy, còn hoàn thiện dọn vào là ở luôn, không phải làm gì hết. Tất nhiên có nhiều thứ không thay, thích lắm về màu sơn thì có thể nói người ta sơn màu khác thôi, nhưng nói chung về nguyên tắc là vào ở ngay được. Thế thì tự xây một building rồi bán ra thị trường, tức là hy vọng thiên hạ sẽ xài. À, hy vọng ba tánh là thiên hạ sẽ mua. Như vậy cái này nó khác ở cái trên này, cái này là mình làm theo nhu cầu, còn cái này mình lại làm theo kiểu là mình tự tạo ra sản phẩm luôn và mình hy vọng thị trường đón nhận. À, thì đây là dạng gọi là các căn hộ, các building, các khu phức hợp mà bạn đã từng nghe những dự án bất động sản mà có dọn nhà và ở, hay kể cả dự án nhà ở xã hội cũng vậy luôn, là nhà giá mức trung bình để dành cho người dân bình thường có thể mua được. Còn những cái building hay là khu phức hợp complex thì giá tiền nó cỡ tiền tỷ thì lúc đó là căng hơn. Rồi, bạn hình dung câu chuyện. Vậy thì bên công ty phần mềm có cái trò này hay không? Đấy, vậy nếu mà công ty phần mềm mà nhận app của bất kỳ ngân hàng, quán ăn, nhà hàng, khách sạn thì cái này nó cũng giống như ở trên là ai muốn tôi làm cho. Còn một cú thứ hai mà bây giờ bạn sẽ thêm công ty phần mềm. Họ cũng lại tương tự, họ cũng nghiên cứu thị trường luôn. Mình tập trung nha, mình phải nhìn cái chỗ này nó có cái gì thú vị. Và tôi nghĩ các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận, vì lát hồi tôi sẽ cho ví dụ thì các bạn sẽ cảm nhận cái ví dụ đó nó cũng lại nó phải rất quen thuộc, và để bạn biết rằng bạn sẽ mai mốt bạn sẽ rơi vào cái loại hình công ty phần mềm nào. Phải còn rất nhiều trò nữa cơ. Rồi, thì cũng nghiên cứu thị trường. Họ cũng nghiên cứu thị trường. Cũng làm bản survey. Hoặc nếu họ không survey thì họ quan sát, hoặc là quan sát trên các forum, các diễn đàn hoặc các kênh YouTube của những cái reviewer. Đó, nói chung các cộng đồng hay là lên trên Discord channel, những cái kênh đó để mình có thể thăm dò. Đó. Và họ thấy có một cái trend, họ thấy có một cái nhu cầu. Đó. Thấy có cái nhu cầu về có một phần mềm nào đó. Thấy có nhu cầu về một loại phần mềm nào đó. Ví dụ như phần mềm giải trí, phần mềm duyệt web, phần mềm download, phần mềm hack, đó, phần mềm edit video, đó, phần mềm về video,
video editor hay là phần âm thanh sound editor hay là phần mềm tool văn phòng, phần mềm văn phòng đó, mà phần mềm những cái tiện ích ví dụ như vẽ hình đại loại vậy à, có rất nhiều sẽ có nhu cầu và thế là chả có ai đặt hàng mình làm luôn à. Thì bạn thấy nó khác nha, quản lý bán hàng của Seven thì nó sẽ khác quản lý phòng mạch của bên bệnh viện Nhi Đồng hay là của các bác sĩ làm buổi tối người ta làm. Rõ ràng là mỗi thứ tour du lịch của cái công ty du lịch Việt Travel thì sẽ khác, cái cách người ta tổ chức của bên Finitour đó, hay là Sài Gòn Tourist đó, thì hoặc ngân hàng Tiên Phong Bank thì sẽ khác với ngân hàng ACB, kể cả ATM cũng khác luôn, và cái trụ ATM khác luôn. Bạn thấy đó, cho nên có nó có sự đặc trưng làm theo đặt hàng. Và bây giờ cha ai đặt hàng mình tự nhận lãnh cái trách nhiệm ha. Ta nghĩ rằng thiên hạ cần có một cái sản phẩm như thế. Cho nên ví dụ, tôi cho ví dụ đây là công ty EA Sport. Nghe quen quá. Hay Riot à, như vậy bắt đầu họ tung ra thị trường một cái sản phẩm chính là FIFA 2003 chẳng hạn, 2023 chẳng hạn à. Rồi cái này bằng cách phối hợp với các công ty khác tung ra thị trường à, với cái sản phẩm liên minh huyền thoại chẳng hạn. Có thể đây họ nhà phát hành họ phối hợp, những ví dụ như là Niantic Lab phối hợp với Nintendo, thế làm sau một thời gian ra luôn cái Pokemon Go à. Ví dụ Microsoft sau một thời gian dài ăn dầm nằm dề trong giang hồ, biết rằng nhu cầu của thị trường phần mềm văn phòng trình chiếu cái thứ này đó, Office 365, nhà nhà người người cần có một cái nhu cầu soạn thảo văn bản, tôi cung cấp cho anh liền. Chả cần ai đặt hàng, không phải tôi đặt hàng bạn ở Microsoft mà chả có phải bạn đặt hàng Microsoft. Cái này được gọi là thị trường người ta thấy nhu cầu. Còn rõ ràng phần mềm 7-Eleven thì F7-Eleven phải gọi cho công ty phần mềm mày làm đặc trưng luôn. Đó, thì cái này ví dụ cái này ha, thì bạn trên đây bạn có thể hình dung như F-Shop của mình thì làm phần mềm ngân hàng cho TP Bank. Rồi thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì đây là đặc trưng à, TP Bank. Đây là những sản phẩm đặc trưng. Rồi làm phần mềm cho bệnh viện Đại học Y Dược. Đại học Y Dược. Đó. Thế thì bạn rõ ràng bạn thấy cùng một cái mô hình, cùng có công ty sẽ cung cấp sản phẩm. Công ty cũng sẽ làm theo nhu cầu. Thì rõ ràng bây giờ bạn đã cảm nhận được cái cách thức mà phần mềm bắt đầu nó ra đời đấy, là có ai đó đặt hàng và nói cụ thể họ muốn gì, hoặc nếu không có ai đó nói muốn gì thì đó là cái cách mà ta tung ra một sản phẩm thị trường, sau ta nghiên cứu nát bét thị trường, ta tìm nhu cầu. Anh em có nhu cầu muốn bóng đá bóng đó. Đá bóng ở ngoài thực địa có, nhưng mà đôi khi sức lực mình không cho phép, nhưng đam mê đá bóng thì cả trai cả gái có say mê. Và trong mỗi lần chúng mình xem những trận cầu trực tiếp trên truyền hình, chúng mình có một xu hướng muốn trở thành huấn luyện viên luôn. À, huấn luyện viên như Hạch, sao tại sao thay người? Ôi cái tay cái chân gỗ đấy kia mà cái gì giữ nó ở mãi mãi chẳng hạn, đại loại anh em vậy. Thế thì và bây giờ mình muốn có cái triển khai cái sở trường chiến thuật của mình, rồi cho bạn cơ hội làm chủ tịch câu lạc bộ này, cho bạn là chủ tịch câu là ông huấn luyện viên để build một cái team này, cho bạn chủ động là quyền build một cái team và bạn cổ động tập việc đá như thế nào. Đó thì đó rõ ràng người ta thấy có nhu cầu và người ta quyết định đưa ra cái sản phẩm thị trường. Như vậy chả cần ai đặt hàng cụ thể, toàn thiên hạ đặt hàng, một ai đó cụ thể đặt hàng thôi. Như vậy trong cả hai tình huống này thì rõ ràng những tính năng của phần mềm phải được bàn đến. Tính năng hay là requirement. Như vậy bây giờ cùng một cái sản phẩm nào, cùng một cái ý nghĩa. Bây giờ tôi sẽ tập trung ngôi nhà, tôi sẽ không nói nữa ha. Cần thiết thì tôi sẽ nói lại nó. Bây giờ tôi sẽ bàn về câu chuyện công ty phần mềm. Mọi người có đang theo kịp tôi giảng không ạ? Trả lời. Dạ được thầy. Rồi ok. Rồi cảm ơn. Một doanh nghiệp, một tổ chức à, nha, một nhà hàng quán ăn đấy, hay là đấy là dành cho phần mềm đặt theo yêu cầu, hay là dạng phần mềm là phần mềm dành cho số đông à, tức là công ty phần mềm sẽ làm việc với doanh nghiệp, tổ chức hay là với toàn bộ bá tánh. Tôi dùng chữ bá tánh tức là dành cho số đông, ví dụ như các gamer đấy chẳng hạn, hay là các nhà các dân văn phòng để xài, hay bất kỳ họa sĩ nào cần cái app hay cái duyệt web download, tất cả cái này gọi phần mềm phục vụ bá tánh, phần mềm phục vụ doanh nghiệp cụ thể. Đấy, này gọi phần mềm đặt hàng này, phần mềm làm theo đặt hàng. Thì kiểu gì thì kiểu, sau một thời gian anh đặt hàng tôi
thì sau một thời gian tôi sẽ, cái này đặt hàng tôi sẽ giới thiệu ngược trở lại là có phần mềm. Đó. Thì tôi đưa ngược lại cho anh phần mềm theo đúng mong ước riêng của doanh nghiệp. Đó. Còn ngược lại thì tôi cũng khảo sát thị trường, nhớ nhắc lại, xin lỗi viết quên, cũng khảo sát thị trường, thấy có cái trend, cái này gọi là cái nền, cái nhu cầu, cái trend mong đợi bà con thích, góc nhìn thứ nhất, góc nhìn thứ hai gì đó. Và sau một thời gian thì công ty phần mềm đã cũng quyết định tung một sản phẩm ra thị trường. À, cái này thì gọi là câu là tung sản phẩm ra thị trường. Cái này nó rộng hơn do bá tánh dùng, của cái này chỉ theo đúng nhu cầu của ai đó, nhưng xét cho bền bản chất cũng sẽ là có người sử dụng. Vé này là vé sử dụng, vé đặt hàng. Cũng giống như căn hộ này này, tung căn hộ ra và bắt đầu chúng ta có nhiều tiền ta mua và ta bán lại chẳng hạn, hay ta về ta ở. Khỏi cần mất công phải suy nghĩ gì cả, về đây ở giống chung nhau, chung một dãy chung cư dài giống nhau. Cho nếu muốn nhà riêng, kiểu đặc biệt riêng thì ông phải có nhà có mặt đất riêng, thì ông mới làm gì ra. Còn đây thôi, vào dọn ở luôn khỏi cần suy nghĩ. Mọi nhà nào cũng giống nhau. Khỏi có công so kỳ, so bì. Còn đây không, làm riêng. Đây cũng y chang vậy. Tôi xài cốc cốc thì cũng giống như bạn xài cốc cốc vậy, tôi xài FIFA cũng chả khác bạn xài. Tất nhiên do tay nghề chơi thôi, chứ còn game như nhau. Còn đây, phần mềm ngân hàng, rõ ràng là phần mềm dành cho ngân hàng TP Bank thì sẽ khác ACB Bank, mặc dù đều là quản lý tiền. Đó. Phần mềm bán hàng của quán trà sữa thì khác phần mềm bán hàng của bên siêu thị, khác bán hàng của bên shop thời trang, khác đấy, nó khác, cái sản phẩm nó khác, trên hình thức nó phải khác. Nói chung kiểu gì thì kiểu vẫn có một thời gian anh mong ước thì tôi tung à. Vậy khi tôi tung ra thì tôi vế bên này tôi gọi là feature, tính năng, feature, function, nha, tính năng. Đó, tôi giới thiệu cho anh phần mềm này có tính năng này. Còn vế ngược lại đây thì gọi là requirement, đến từ phía trên thì gọi là requirement. Tôi mong ước có cái này cái kia. Đó, còn ở dưới là feature, tôi ghi số requirement số nhiều. Còn feature thôi ghi số nhiều đầy đủ cho nó tử tế. Chức năng, tính năng, hay gọi thái thẳng câu là màn hình cũng được. Có những màn hình gì? Đấy, để bạn hiểu hai chữ này là một. Anh mong ước thì anh nói với tôi đi thì gọi là requirement. Nhưng lát hồi tôi làm cho đúng nhu cầu của anh thì tôi gọi là tính năng. Ví dụ căn hộ này đã có những tính năng, ví dụ không gian thoáng mát, phong thủy đó, thì lúc đầu mình cũng phải nói tao muốn thoáng mát, tao muốn phải rộng rãi. Rồi, thế thì bên này họ sẽ quy hoạch theo kiểu đó. Tôi muốn có mấy căn hộ, à mấy căn buồng ngủ và cái thứ này nọ, có gara gì đó, nói ra. Thì sau một thời gian, đây, anh trải nghiệm cái gara của nhà em xây cho anh nè. Anh trải nghiệm cái không gian mà giếng trời nó hút gió thế này nè. Đó, anh trải nghiệm cái luồng không khí nó mát trong nhà phong thủy nè. Đó, thì anh trải nghiệm cái nền đất mát lạnh nè. Anh trải nghiệm cái việc lối đi cầu thang nó không mỏi chân nè. Đã đại loại vậy. Thì đấy cái gọi là, người ta gọi là tính năng. Khi hoàn thành thì gọi là tính năng, khi mong đợi thì gọi là yêu cầu. Phải nhớ hai cái chữ này. Vậy thì bạn đã bắt đầu, khi ông bài giảng của ông giáo sư Ấn Độ đoạn đầu, bạn đã cảm nhận được thế nào requirement rồi đấy. Requirement là ai đó phải nói cho bên công ty phần mềm nghe, ai đó phải nói cho công ty xây dựng nghe. Thì đó gọi là nói, thì gọi là requirement, mong ước. Nhưng mà để ý mình cho tao làm nhá, tao xây dựng xong tao giới thiệu mày ngược lại. Tính năng, tôi giới thiệu cho bạn cái xe máy Vision, cái xe máy SH, nó có tính năng như thế này nè. Đó, ví dụ như có tính năng là smart key. Đó, có tính năng là có hộc để đồ nhỏ ở ngay chỗ dưới tay lái dành cho những việc chìa khóa, bình trà sữa. Rồi cái cốp xe là cái hộc dưới yên thì nó được đựng được cả cái nón bảo hiểm nửa đầu hay cả đầu, đã là vậy. Có cái tính năng là cái chế độ tiết kiệm xăng khi dừng. Rồi có chế độ là chống dùng thắng đĩa để đảm bảo là, và thắng đĩa lại có ABS nữa để tránh cái bị bấm bó cứng chẳng hạn, đại loại vậy. Thế thì bạn nói tất cả những cái đó thì gọi là tính năng. Tính năng là cái mà người ta sẽ xài được khi đã có sản phẩm rồi. Còn tôi đang nói với anh nghe để anh làm cho tôi thì gọi là requirement. Vậy hai cái thằng này bản chất là một. Bản chất là một. Như vậy từ nãy giờ tôi nói với các bạn về việc xây dựng nhà và làm phần mềm, tôi chưa thèm nói về code. Bạn phát hiện một điều đó, tôi chưa thèm nói về code. Bởi vì code cái mẹ gì đây, khi mình chưa biết mình cần phải làm cái gì cho họ. Cho nên việc đầu tiên của làm phần mềm và việc xây nhà không phải là xây bằng thép, bằng xi măng thế nào, thép Pomina, xi măng Hà Tiên hay xi măng nào đó khác. Không, chưa nói chuyện có được. Anh phải nói cho tôi nghe, anh muốn cái nhà hình thái như thế nào đã. Đó, nói cho mong đợi chứ nhà lầu, nhà trệt. Nhà trệt thì sắt thép bóng nó khác, nhà lầu nó kiểu khác. Nhà mái, nhà kiểu mái ngói thì nó kiểu khác. Nhà vườn, nhà phố nó kiểu khác. Đó, cho nên tất cả phải nói nhau trước đã. Thay vì là phải ngồi nghĩ về cốt, thay vì phải nghĩ về xây dựng. Cứ nhớ là lúc phải xây nó tương đương như về cốt.
Vậy thì cú đầu tiên tôi vừa giới thiệu cái bối cảnh làm app nha. Như vậy các công đoạn phần mềm thì cái phần một nhỏ là mình hiểu cái bối cảnh làm app. Cái câu chuyện là bối cảnh làm app hay là cái cách mà cái app nó xuất hiện thế nào. App nó bắt đầu xuất hiện. Đó. Tức là nó sẽ đến từ cái câu chuyện ban đầu là đến từ câu chuyện của người đặt hàng làm app. Và nó sẽ đến từ cái câu chuyện của requirement, yêu cầu. Đó. Thì bạn đã hình dung hai câu chuyện này nha. Vậy thì bây giờ tôi sẽ bàn về cái quy trình làm phần mềm, các bước làm phần mềm, các bước, các công đoạn nha, chứ không bàn về trình tự. Các công đoạn làm phần mềm hay các bước đấy. Các bước làm phần mềm, bước đầu tiên, bước số 1. Tôi đánh thêm chữ sao để nó có phân biệt với cái số 1 nhỏ ở trên. Nào, requirement. Khách hàng hoặc là bá tánh, tức là tùy loại app. Ví dụ cái game, cái game thì có chưa bao giờ FIFA, cái EA Sports nó hỏi tôi với bạn. Chưa bao giờ EA Sports hỏi tôi với bạn. Chưa bao giờ Nintendo và Niantic Lab hỏi tôi rằng anh muốn cái game kiểu nào, anh có muốn làm cái game về Pokemon không, vì họ sở hữu cái thương hiệu này, cái hoạt hình này, cái tạo hình này. Microsoft chưa bao giờ hỏi tôi với bạn rằng là ông muốn Office 365 phiên bản của tương lai nó sẽ như thế nào, hay ngày đầu cũng chưa bao giờ hỏi. Họ âm thầm họ khảo sát nhu cầu chơi giải trí của anh em mình, họ âm thầm khảo sát đấy, cái cách mà mình dùng máy tính trong những công việc như thế nào, và thế là họ đề ra những loại phần mềm này. Đấy là điều đặc biệt nhớ, là họ vẫn có hỏi, nhưng họ hỏi rất khéo ở trên các forum, xem các YouTuber chửi cái game kia như thế nào, thì mình sẽ làm cái game mà để fix cho tất cả những mong đợi của các anh em streamer, các anh em gamer đấy. Thì đấy, người ta vẫn gọi là có nhu cầu, nhưng nhu cầu từ tổng hợp từ ba tánh, thay vì nhu cầu tổng hợp từ một người, một đơn vị cụ thể nào. Xét cho cùng vẫn cần phải có nhu cầu. Như vậy requirement, khách hàng ba tánh sẽ nói ra mong ước của họ về phần mềm, hay nói thẳng câu phần mềm làm được gì cho họ, phần mềm có tính năng gì, màn hình gì đó, phần mềm giúp gì cho công việc của họ, giúp gì cho công việc của họ. Đó. Thì đây là cái đầu tiên tôi định nghĩa requirement, là phần mềm có tính năng gì, có màn hình gì nha. Phải nói ra mong ước của ông đi, và sau này tôi giới thiệu ông nói là chính là tính năng của trải nghiệm. Cho nên chữ requirement và chữ feature nó tương đương nhau. Nên ở đây mình sẽ chốt deal, mình học được một cái từ là requirement, cái yêu cầu phần mềm. Requirement, tôi viết chữ hoa nha, để tôi nhấn requirement dấu nhiều, và nó cũng tương đương với feature, tương đương với function, tương đương với screen, tức là những cái màn hình. Đó. Tương đương với chức năng, tương đương với chữ tính năng. Chỉ là góc nhìn thôi. Người đưa ra yêu cầu thì gọi là requirement, người cung cấp giải pháp thì được gọi. Nên là phía này về phía là bên phía khách hàng, ông nói ra đi, bá tánh ông nói ra đi. Còn phía này gọi là nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp sản phẩm. Đó, thì nói, giới thiệu thôi. Tôi nghe tiếp nhận của ông, nhưng mà tôi sẽ làm vài máy mốt tôi giới thiệu rằng đây không phải requirement nữa, đây là tính năng của ông trải nghiệm. Nhà công ty phần mềm. Đã. Đến đây hy vọng các bạn hiểu hai cái chữ này đều là tương đương nhau. Như vậy để làm phần mềm phải liệt kê requirement đã, phải biết họ muốn cái gì đã. Và bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ để bạn xem. Nào, ví dụ về requirement đã. Mình xem ví dụ đã rồi bắt đầu mình tính tiếp được nha. Và cái này là bắt đầu khi tôi nói phần này chính là đề thi đấy, đang vào cả đề thi luôn, và đề thi có luôn nha. Câu này luôn. Cái requirement. Requirement là mong đợi. Nào. Tôi lấy ví dụ số 1. Về cái app trình duyệt. Đó. App trình duyệt. Đó. Chúng ta muốn làm một cái trình duyệt cho thiên hạ xài. Thiên hạ xài, trình duyệt để dùng để duyệt web. Vậy thì trình duyệt làm được cái việc gì?
Chắc chắn là bây giờ nếu bạn tự nghĩ về một cái trình duyệt thì bạn cũng không bao giờ nên tự nghĩ một mình, và đừng tự nghĩ từ bắt đầu từ from scratch, tức là đừng nghĩ từ đầu. Luôn luôn nhìn xem thiên hạ có chưa, đối thủ có chưa. Và thường những cái gì mà mình tại thời điểm này á, cuộc sống bây giờ nó vui và nó dễ thương và nó khó khăn lắm. Thường cái gì bây giờ mình nghĩ ra ấy, là thiên hạ nghĩ ra hết mày à này. Thiệt luôn á. Gần như những cái gì mình muốn sáng tạo thì cảm giác rất khó chịu ở cái chỗ là hình như thiên hạ có luôn. Cho nên cái đặc biệt là ví dụ ai nghĩ được điều gì cực kỳ mới lạ thì người ta sẽ dùng một cái tên gọi là startup, tức là làm một điều thiên hạ vì phi thường mà thiên hạ chưa có. Startup là ý nghĩa là cũng làm một điều gì đó mà thiên hạ chưa có. Chứ còn làm một điều thì có thể là điều lặp lại ai đó đã làm. Ví dụ bạn mở một công ty mà và về bây giờ làm web, web dạo cho tất cả những công ty, xí nghiệp, cơ quan, quán ăn, nhà hàng ấy, thì cái đấy không gọi là khởi nghiệp. Cái đó chỉ gọi là startup, không gọi là startup, mà chỉ gọi là mở một công ty thôi. Nhưng ví dụ như bạn mở một công ty mà làm những cái game, mà cái game đó chơi là còn có kiếm được tiền từ nó. Kiếm tiền là không những kiếm tiền phải còn bằng cái bán account hay bán mấy món đồ mình ấy đâu, mà cũng bán món đồ, mà món đồ này phải là NFT cơ. Đó, cái game Axie Infinity là cái game mà nó mang một ý nghĩa cách mạng trong việc là play to earn. Tất nhiên mình không bàn về lùa gà, mình không bàn về cái kỹ thuật số như thế này thế khác, đó là câu chuyện khác. Nhưng rõ ràng là anh trên thế giới chưa có một cái game nào theo cái kiểu dạng là chơi kiếm tiền mà tiền này là tiền kỹ thuật số. Đó, thì khi đó người ta gọi là một công hình hoàn toàn mới lạ thì gọi là startup. Đấy, thì cũng là nghĩ cho thiên hạ xài đấy. Game thường là game là luôn là xếp vào cái nhóm là nghĩ cho thiên hạ xài. Thì bây giờ cái app trình duyệt cũng vậy, là nghĩ cho thiên hạ xài. Vậy cái app trình duyệt đó, nó có những cái tính năng nào? Bạn phải suy nghĩ ra tính năng. Và bây giờ bạn phải đi tham khảo thị trường. Và tôi giả bộ bạn chính là cái team của công ty mà làm ra đứng đằng sau lưng của phần mềm Cốc Cốc. Vậy thì bây giờ bạn sẽ thấy Cốc Cốc làm được những điều gì nào. Chúng ta cùng sợ thông tin thử coi nha. Tính năng của Cốc Cốc. Tính năng Cốc Cốc. Đây. Bây giờ bạn thấy bạn tôi search ra được cái Cốc Cốc, cái thông tin Cốc Cốc, và bạn sẽ top những tính năng nổi bật, và bạn tôi sẽ click vào cái tính năng là ví dụ Cốc Cốc, tên miền cốc cốc.com, khám phá các tính năng của trình duyệt Cốc Cốc. Tính năng đấy, nghe chữ tính năng. Như vậy nếu tôi nói về chữ tính năng tức là ngay từ khi tôi khảo sát thị trường, tôi thấy thị trường có nhu cầu là có những thứ này. Nhưng bây giờ tính năng hay recommend như nhau nào. Ví dụ bạn xem thử cái tính năng của cái trình duyệt di động Cốc Cốc mà chạy trên điện thoại di động nha. Thì nó có cái màn hình trang chủ. Đó. Tức là phải có tính năng show ra màn hình trang chủ, cũng giống như cái Google của mình. Đó. Đây, đây cái Google trình duyệt Google show ra cái nền như thế này. Đó thì đây gọi là tính năng trang chủ. À, như vậy bây giờ nếu bạn làm Cốc Cốc bạn cũng phải có một cái gì đó kiểu này. Đại loại vậy. Để mặc định cho người ta thấy. Đó, hình dung. Như vậy bạn nhìn tiếp này. Tính năng chỉ nói tính năng trang chủ nha, màn hình trang chủ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ ghi như thế này. Nếu tôi muốn làm Cốc Cốc thì cần phải nó làm được những điều sau. Thì Cốc Cốc cần phải làm được những điều sau. Đấy, tức là requirement đấy. Hay tương lai nó chính là feature trong tương lai nếu là sau khi đó thành công. Đấy. Thứ nhất, có màn hình trang chủ. Trang chủ nó có cái gì bên trong chưa cần biết, cái trang nền của nó ấy. Trang nền. À, còn theo đó có thể set một cái màu mặc định hay cái gì đó. Cái này cũng giống như khi bạn cài cái điện, bạn mua điện thoại iPhone về hay điện thoại Android về, Samsung về thì bạn sẽ thấy nó có cái nền mặc định sẵn. Tức là mọi người giống nhau luôn, là cùng một màn nền, nhưng sau đó để cho mỗi người customize. Cho nên không nói năng gì cả, đập hộp ra cái tính năng màn hình default. Màn hình một hình nửa trái đất, hình cầu hay hình gì đó, nó có cái hình nền riêng của nó. Mình không bàn nha. Như vậy, đấy là tính năng tức là tương lai ông phải làm cái này cho tôi thì tôi mới chịu. Tiếp tục. Bạn nhìn vài cái để bắt đầu hiểu. Tôi đang giảng cả đề thi luôn đấy nha. Đề thi cũng vậy, sẽ cho bạn một cái bối cảnh làm một cái app gì đó, bạn phải đi tìm cái tính năng. Đấy. Thật sự đề thi PE cho bạn một câu chuyện làm một cái app, ví dụ app về trông trẻ em, đi tìm người giúp việc. Đó, cái app về quản lý tiệm thú cưng, các dịch vụ chăm sóc thú cưng. Đấy, người ta chỉ nói những câu đó thì việc của bạn phải đi tìm được các tính năng, tức là các màn hình mà ai đó xài cái app đó người ta sẽ trải nghiệm được điều gì. Cho nên nếu giờ tôi là người xài Cốc Cốc thì tôi sẽ trải nghiệm cái màn hình trang chủ nó có cái gì đó. Đấy, mở một thẻ mới. Được chưa? Rồi, thứ hai, đọc tin tức. À, nó vuốt để đọc tin tức cho ai đó đề xuất. Đây, vuốt tin tức. Tìm kiếm theo giọng nói. Tức là thay vì bạn phải gõ URL http://fap.edu.vn thì có khả năng bạn chỉ cần gọi nói thôi. À, như vậy duyệt trang web bằng giọng nói. Anh em có đang theo kịp bài giảng không ạ? À, được thầy. Ừ, rồi cảm ơn. Có gì trục trặc thì cứ nói. À, nhớ nha,
đề thi giống như thế này, và việc của bạn phải đi tìm ra những cái tôi vừa ví dụ cho các bạn. Cho nên đừng anh em nào trong cuộc đời nghĩ rằng à như vậy làm phần mềm là phải viết code trước. Sai, có viết code cho màn hình nào, cho tính năng nào mà người dùng sẽ sai. Thì bây giờ phải liệt kê được các tính năng, các màn hình. Đây gọi là requirement. Ok, mình ví dụ vài cái thôi để mình hình dung. Rồi, tiếp tục. Đấy, bạn có thể tôi lấy ở cái mẫu ở đây để bạn xem. Nè, đọc các vuốt để xem các video xu hướng do AI đề xuất. Dưới đây còn nhiều nữa này. Download này, ví dụ có phần tải nhanh nữa này. Đây là game video. À, ví dụ như đấy, bạn sẽ xem thử nhá. Trong đây mình lấy một vài cái nữa. Đọc tin tức hot này nha. Rồi tải, download, tập tin về. Đấy, mình có thể bắt đầu mình ví dụ vào cái nha. Đọc tin tức hot mà được đề xuất tự động. Và tất nhiên tự động này có thể nó sẽ dựa trên cái gu và cái thói quen của mình nữa cơ. Rồi, tải nhanh. Đó. Hay là download mà lại cho phép resume. Tức là khi mà mình đau bị rớt thì mình được quyền đau tiếp chứ không phải đau lại. Thời ngày xưa, cách đây khoảng mười mấy năm thì các trình duyệt của nó download là đau, rớt là đau lại. Sau này nó tích hợp thêm cái công cụ download mà có resume. Đó là thường thường ngày xưa là cái tool ngoài nó làm. Còn sau này trình duyệt tích hợp luôn. Tất nhiên nó để tốc độ tải nhanh sẽ không nhanh bằng những cái tool rời bên ngoài, thì nó sẽ chia luồng để làm. Vì cái chính của trình duyệt web là nó thường gọi là duyệt mà, browse, tức là duyệt. Đấy, bạn ví dụ bạn vừa xong cái trình duyệt cốc cốc mà bạn có thể nhìn thấy, tất nhiên nó còn nhiều nữa. Đó, thì từ từ tôi sẽ tổng kết sau. Như vậy bạn đã hình dung thế nào requirement rồi. Cho nên sóng bắt đầu từ gió, viết app không bao giờ phải bắt đầu từ code mà phải bắt đầu từ requirement. Nói cho tôi nghe biết anh muốn cái gì, và đó chính là những cái tính năng sau này anh trải nghiệm đó. Requirement là câu chuyện xuất hiện đầu tiên. Thế nên bài giảng của ông giáo sư, mọi mô hình phần mềm nếu có thể tương quan tâm mô hình là cái gì, chỉ biết chắc chắn là luôn luôn phải xuất phát từ requirement đã, không nói nhiều nha. Rồi, ví dụ tôi lấy ví dụ số 2 để bạn nhìn cái game FIFA. Mình lấy cả những cái quen thuộc, tất nhiên bạn có thể lấy thay bằng cái game Liên Minh nếu bạn muốn. Thế thì game FIFA nó có điều gì đặc biệt? À, bây giờ tôi sẽ search thử để các bạn xem. FIFA. Đây, game FIFA, EA Sports. Xem thử coi. Bây giờ bạn sẽ cảm nhận được, tất nhiên bạn nào đã chơi game bạn biết rồi nha. Bạn nào đã từng chơi những cái game này bạn biết thừa rồi. Đây, mình sẽ có những câu. Ví dụ tôi chọn cái chữ feature. Đây, feature, overview. Feature chính là tính năng. À, tiếng Anh đấy. Cho nên bây giờ mình sẽ cảm nhận nó rất quen thuộc nhé. Kể cả cái game bạn đang chơi, thì tôi với các bạn lúc này đang nhìn góc độ nhà phát triển phần mềm, chứ tôi không nói với các bạn ở góc độ tư cách là những game thủ nha. Nhưng mà rõ ràng là khi tôi thiết kế cái phần mềm ra thì là phải hài lòng game thủ. Như vậy game thủ muốn thấy cái gì cái phần mềm này, và họ muốn chơi cái gì ở cái game này. Đấy. Thì quan trọng nhất bạn thiết kế gameplay nó làm sao nó hay ho. Nhưng bây giờ bạn nhìn đấy, những cái feature này. Ví dụ như là nó có World Cup. Đó. Và đợt này nó có giải đấu cho nữ nữa. Đấy. Nha. Và trong có những cái gameplay thì bắt đầu bạn xem những cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh của cái người game thủ chơi là cái gì. Rồi. Rồi bạn có thể là build cái team. Rồi bạn có thể trở thành một người huấn luyện viên hay người vận hành một câu lạc bộ. Đấy. Rồi bạn có thể trải nghiệm một cái không gian giống như trận đấu thật. Rồi quan trọng nhất là có thể là có cả giải đấu đường phố nữa, đá theo kiểu đường phố. Và tôi sẽ ví dụ cho bạn xem. Bắt đầu mình ghi những tính năng lớn. Tất nhiên cái này còn chi tiết nữa nha. Còn chi tiết nữa. Ví dụ bây giờ đợt này hỗ trợ giải đấu cho các đội nữ. À, có các giải đấu. Còn chi tiết chơi thế nào từ từ tính, mình chưa bàn, mình chỉ có nói là nghe chị có các giải đấu cho giới nữ thì bạn biết thừa là chắc chắn cũng sẽ những cái vòng, mình tạo những cái vòng cái giải đấu, xong bắt đầu chia các vòng các bảng, rồi bắt đầu là các đội đấu với nhau theo thể thức như thế nào, đấu vòng tròn hay đấu chia bảng và đầu bảng thì để lấy vào vòng trong, đại loại vậy. Tức là nó giống như một cái giải đấu thực sự ngoài đời, chỉ có điều phải cho người ta tổ chức được ở trong đây, và những các đội đá với những tỷ số được ghi nhận và bắt đầu tự xét vào vòng sau như thế nào. Thì đợt này nó có thêm cái tính năng các giải đấu cho giới nữ. Đó. Cho nữ giới. Thế thì bạn hiểu còn cụ thể bên trong làm cái gì chưa cần biết, nhưng chắc chắn là sẽ có những cầu thủ là giới tính nữ. Đó. Và phong cách đá của họ có thể sẽ khác đàn ông con trai mình ở mức độ gọi là bạo lực, dữ dội, tốc độ như thế nào. Nhưng chắc chắn là có những tên tuổi các cầu thủ là nữ giới. Đó. Thì bạn hình dung là, nhớ câu vậy, không quan tâm chi tiết bên trong nó vận hành như thế nào, ta chỉ nói cái chức năng, tức là tên của một tính năng mà ta sẽ đạt được điều gì. Em muốn tổ chức cho giới nữ để đá và giải vô địch sẽ phải chắc chắn là đội nữ rồi. Vậy làm sao làm điều đó được? Thấy từ từ tính, nhưng rõ ràng phải có câu chuyện đó này. Thì có câu chuyện đó
đạt được mục tiêu giải trí khi mình tổ chức các giải đấu cho nam hoặc nữ. Vậy thì cái mục tiêu đạt được thì người ta gọi là cái tính năng ở đây. Tính năng đựng được cái cốp xe máy, đựng được cái nón bảo hiểm phu đầu. Đó, thì rõ ràng là mình bỏ được hai cái nón thường, hai cái nón nửa đầu. Đó. Chứ còn nếu nói chỉ đựng nón nửa đầu thôi thì chắc chắn bạn đưa cái nón mà kẻ có cả quai hàm vào hay nón kia thì bạn thua. Nón 3/4 hay nón đầy đủ cả cái giống được các anh chàng mà đua xe hay anh chàng đi phân khối lớn thì rõ ràng là thua. Thế vậy thì bạn phải hiểu rằng là cái tính năng là cái thứ mà cuối cùng mình sẽ đạt được cái điều gì. Đó, mình hứa hẹn đạt được có giải đấu cho nữ, vậy phải có các đội nữ, các cô gái với cái tên nữ vào. Giải đấu cho nam phải có. Giải đấu đường phố thì cái skill của đường phố nó tự do và nó khác thì phải có. Đó. Có các giải đấu trên nữ giới, mình chưa đi chiều chi tiết nhá, mình chỉ liệt kê đã. Đấy. Có giải đấu cho cái quota, hình như cái đợt này không biết đang đấu ở đâu đấy, 2023 đang cuối năm này này, tháng 11 này đấu này. Cho năm này. Là cái giải nam giới ạ. Nó có luôn đấy. Rồi. Có cái tính năng. Đó, bạn nhớ có cái tính năng, ví dụ như là làm ông chủ, làm ông bầu của đội bóng. Tức là tính năng. Đừng quên. Đây, bạn sẽ thấy, xin lỗi. Nó nằm ở bên đây. Nào. Đây, tính năng career mode, rồi tính năng giải đấu đường phố, ví dụ voter. Thấy không? Rồi bạn xây dựng cái team như thế nào? Tức là tạo câu lạc bộ cho riêng của bạn. Bạn tạo câu lạc bộ. Tất nhiên còn nhiều nữa bên trong nhé, mình chưa nói hết. Tạo câu lạc bộ. Rồi thứ hai là giải đấu đường phố. Đây bạn đã cảm nhận được cái phần mềm theo kiểu là ai đó đặt hàng. Tất nhiên nó còn nhiều nữa. Bạn có thể liệt kê cho cái game bạn đang chơi nó y chang như vậy. Tức là ta đạt được điều gì cho mỗi thứ mà ta sẽ làm với cái game. Đạt được điều gì cho mỗi thứ mà ta làm cho cái app. Nói chung cái tính năng người dùng, người chơi, người xài sẽ đạt được một điều gì, được điều gì đó. Ví dụ Lazada và Shopee phải cho tôi xem được các shop, xem thôi chứ cái tự nhiên mình vào đó bắt mình phải mua kỳ vậy, xem shop, bình luận được cái shop nào đó sau khi mua xong chẳng hạn, rồi bỏ hàng vào giỏ, mua, thanh toán. Đấy, những thứ mà tôi phải đạt được thì có phần mềm mới giúp tôi điều đó. Mà nếu không có phần mềm thì ngày xưa tôi phải làm bằng tay, tôi phải đi ra ngoài đường tôi mua. Bây giờ tôi vẫn có cái app, tôi sẽ tiện lợi điều đó. Tôi book xe, vậy tôi phải gọi được một bác tài đến chở tôi đi đâu đó. Dĩ nhiên cho tôi thanh toán, cho tôi bình luận, cho tôi từ chối, cho tôi tìm lộ trình tuyến đường, cho tôi đặt một tuyến đường. Đó, từ lựa những cái đó là cái mà thứ mà mình đạt được trong cuộc sống. Thì bây giờ nay phần mềm phải cung cấp cho mình nha. Sẽ đạt được điều đó, gì đó trong cái công việc của họ, trong cái công việc hay cuộc sống. Hay cuộc sống. Đấy, cho nên cái đây người ta gọi là tính năng hay gọi là requirement là như nhau. Cho nên khi làm đề thi nhớ nhắc nha, phải liệt kê được những thứ này. Tất nhiên nó còn chi tiết nữa, tôi sẽ bàn sau. Rồi bây giờ tôi lấy một cái ví dụ về một cái thứ ba nữa. Tức là tôi đã cố tình tôi đưa cho bạn hai cái thứ để bạn cảm nhận rằng đây là cái phần mềm làm cho ba tánh. Phần mềm làm cho ba tánh. Là đây. Xin lỗi, phần khách hàng là ba tánh nha. Rồi, còn phần mềm mà đây, còn một phần mềm rõ ai đó đặt hàng cụ thể luôn. Có những doanh nghiệp người ta sẽ có những nhu cầu riêng. Thì tất nhiên những phần mềm đó thì nó sẽ ví dụ ngân hàng Tiên Phong Bank. Thì cái phần mềm cái máy ATM mà Life Bank, thực ra nó không gọi ATM nữa mà Life Bank 24/7 ở trong cái sảnh chống đồng của trường mình ấy. À, thì cái này rõ ràng bạn thấy sẽ nó sẽ khác hoàn toàn. Đó. Nó khác hoàn toàn với các ATM, các cây ATM của các ngân hàng khác. Nhưng nói thế này thì đồng nghĩa với việc là nếu các ngân hàng khác thì người ta nói tao cũng khác Lifebank 24/7 của TPBank vậy. À, trái, trái. Vậy cái này gọi là đặc thù, customize cho riêng từng đơn vị. Đó, cũng là phần mềm. Nhưng phần mềm mình dùng cho nhiều người, nhưng rõ ràng là ngân hàng TPBank người ta nhờ Appsoft viết. Đó, thì khi người ta nhờ Appsoft viết là người ta sẽ viết riêng theo cái style của đây, Appsoft viết phần mềm cho TPBank. Thì rõ ràng phần mềm của TPBank lúc này không phải là màu cam nữa, mà phải là màu tím. Vì màu tím là cái style, là cái logo phong thủy của TPBank. Mặc dù Appsoft thì logo lại là màu cam.
Đó, vấn đề tôi làm theo đặt hàng thì tôi phải làm theo đúng cái anh cần. Tôi nói với anh rằng, TP Bank nói với AppShop rằng tôi muốn màu tím, tông màu tím hoàn toàn phủ đâu đó từ bên ngoài cho đến bên trong của cây ATM. Và TP Bank và AppShop bảo tôi thấy màu cam có hay mà. TP Bank không, màu cam là của anh, còn màu tím là của chúng tôi. À, AppShop bảo ok. Đấy, thì làm theo nhu cầu nó là khác. Còn FIFA bây giờ nó quăng cho mình những tính năng gì thì mình phải chịu tính năng đó, vì đây là làm theo nhu cầu chung. Tất nhiên mình có những thứ mình không hài lòng, còn đây là custom by riêng, nhưng kiểu gì kiểu cũng phải nói ra. Nào, vậy thì máy này làm được tính năng gì? Cái máy này dĩ nhiên rút tiền, hay là những hoạt động chung, chuyển tiền, vấn tin tài khoản, rồi đổi pass, sao kê, y chang như mọi cây ATM truyền thống. Đấy, đây là tính năng đấy. Hay là điều quan, cho nên quay trở lại cái ngày đầu mà khi bắt đầu cái nhóm dev người ta chuẩn bị làm, cái bên ngân hàng TP Bank người ta bắt đầu đặt hàng AppShop để viết cái phần mềm này, cái máy này, thì họ phải nói những cái tính năng như cũ, nhưng ngoài ra nó còn có thể giúp có tính năng là in ra một cái thẻ ATM luôn, mới cứng luôn, khắc tên luôn trên thẻ luôn. Tức là cái này nó thẳng câu là có khả năng làm một cái thẻ nha, mở một tài khoản ATM ở ngay máy này, không cần đến ngân hàng, đến chi nhánh. Đó, nó kinh như vậy. Nó in ra một thẻ mới cứng khắc trên thẻ. Mà muốn làm được điều này được thì nó phải có những cái cơ chế là nó nhận cái căn cước công dân vào máy luôn, căn cước công dân, rồi chứng minh nhân dân nó làm luôn vào máy, rồi nó chụp lại đó để nó làm hồ sơ luôn, mở thẻ ATM ngay tại chỗ. Tôi thề bạn điều này có. Rồi đôi khi bạn muốn chat với trợ lý ảo, có nha, trợ lý ảo hay là cô gái thật sự luôn, cô gái tổng đài ngoài Hà Nội làm được luôn, ở trong Sài Gòn thấy cam luôn, thấy cam luôn. Nó có thể in ra, đẩy ra cái tờ giấy A4 chứa cái form khai báo, chứa cái form khai báo mở thẻ. Tất nhiên tôi đang liệt kê, cứ liệt kê mà tôi chưa có phân loại liệt kê này nó cỡ thế nào. Bạn tưởng tượng trong cái máy này nó rộng bề ngang gấp đôi gấp ba cái máy ATM truyền thống. Nó có cái phần đúc thẻ luôn, đúc thẻ luôn, nó khắc tên mình trên cái thẻ giống như là nó in lên luôn, đầy đủ hết, nó in nhanh lắm, nó in khoảng cỡ 30 giây là xong cái thẻ, miễn là thông tin khai báo xong nha. Thẻ máy đọc scan barcode có luôn, nó đọc luôn cả cái QR đủ hết. À, nói chung tửa lừa, và đặc biệt nó quả nạp tiền vào luôn hay lấy tiền ra. Vậy thì tưởng tượng bạn, đây là những tính năng tao muốn, để tao muốn có một cái điều hoàn toàn khác biệt riêng biệt so với các ngân hàng khác để quyến rũ người dùng. Ok, và dĩ nhiên màu tím nhiên, màu tím thủy chung nhiên. Và khi đó AppShop sẽ làm theo đúng nhu cầu. Và bạn nghe những câu này, bạn cảm nhận được rằng cái ATM này nó thể làm cho mình được cái điều gì đó. Muốn trải nghiệm điều này, xuống cây ATM ngay sảnh trống đồng đi, tôi thề có thật. Rồi, tiếp tục thêm một cái ví dụ nữa để bạn cảm nhận quy trình làm phần mềm nó thú vị cỡ nào. Và đừng có mơ tôi nói chuyện code ngay từ bây giờ. Ủa, bây giờ mình phải nghĩ cái này đã rồi bắt đầu anh em code mới hộc máu lên chứ. Chứ còn bây giờ tự nhiên ngồi nghĩ code cái gì? Anh em mình có tính năng, có skill code hết cả rồi. Nhưng bây giờ sẽ ngồi tự hỏi nhau, ủa mình làm cái mẹ gì đây? Phần mềm gì đây? Ừ, phải chờ ai đó đặt hàng đã chứ. Phải, câu chuyện bắt đầu đến từ đặt hàng chứ không phải viết code gì. Code thì mình phải có kỹ năng rồi. Rõ ràng, không coi thường code chút nào. Code là người hiện thực hóa tính năng, rõ ràng không có cãi. Quan trọng cực không nói. Nhưng rõ ràng là anh cũng có kỹ năng code mà ấy, cứ anh làm thì anh ngồi không. Hoặc nếu không có ai đặt hàng anh thì anh phải đi khảo sát thị trường để anh ngồi anh độ, anh chế ra những loại app mà anh nghĩ rằng anh sẽ bán được. Ví dụ ngày làm cái game đâu ai đặt đâu, ai đâu tự nhiên ai làm biết ngày rẹp trời Riot nó đưa ra cái game Liên Minh, ai biết một ngày Nintendo nó đưa ra cái game Pokemon Go mà làm mưa làm gió, ai biết một ngày đẹp trời Nguyễn Hà Đông tung ra cái game con chim của người Việt Flappy Bird đó. Khảo sát âm thầm ngồi nhìn rồi quyết định tạo ra một cái trend, tạo ra một cái nhu cầu. Đấy, cho nên bạn ấy kiểu gì kiểu nó vẫn không phải là viết code, mặc dù code không bao giờ được coi thường. Code là cái phần phía sau để bắt đầu bàn chuyện về hiện thực hóa. Nhưng mà hiện thực cái tính năng nào? Đấy, cho nên nếu rảnh quá không biết làm gì, không ai đặt hàng,
tự nghĩ ra app mà làm đi. Đó, đấy là một ý tưởng. Còn nếu không thì phải chờ người ta đặt hàng. Đây, thêm cái app cuối cùng là cái app Kiosk Việt. Đây là cái app nổi tiếng liên quan đến việc bán hàng. Kiosk Việt, nếu bạn đi vào các shop thời trang ấy, shop thời trang thợ công sở mà hàng Việt Nam mình dựng lên, chứ không phải là hàng nhập khẩu nha. Ví dụ đầm công sở, đồ đi picnic, áo trùm quần, áo big size, size oversize, đại loại vậy. Thì tất cả những cái cửa hàng shop thời trang đó, hầu hết người ta đang xài cái phần mềm là Kiosk Việt. Và xem thử cái phần mềm nó có những tính năng gì. Chờ tôi xíu, tôi mở lên các bạn xem. Đây là tính năng và các màn hình của phần mềm Kiosk Việt. Tôi đang không quảng cáo cho một sản phẩm nào đó, nhưng vì chúng ta đang làm phần mềm nhá, cho nên chúng ta sẽ cần có những cái góc nhìn dễ thương về quy trình làm phần mềm. Đây, đây những thông tin đây, đây là tính năng đây, vừa hướng dẫn sử dụng nhưng đồng thời tính năng tính năng sản xuất hàng hóa, tính năng hàng hóa quản lý theo lô theo hạn sử dụng này, tính năng giao hàng này, cân điện tử này, đặt hàng khi hết tồn kho này, tính năng bán hàng chuyển hàng này. Đấy, đây là loạt cái tính năng này. Mỗi cái này sẽ về bản chất nó sẽ tương đương một màn hình. Đó. Tính năng tích điểm này, tính năng gửi tin nhắn SMS này. Quá trời. À, bắt đầu xem thử này. Quản lý vai trò này, ai xài này, từ từ tính. Quản lý chi nhánh này, tức là mình có thêm một chi nhánh, ví dụ cửa hàng của mình có 2-3 cái văn phòng, 2-3 cửa hàng, cái showroom ở các quận khác nhau. Như vậy thêm một quận, đây một chi nhánh khác. Cho nên là khi có chi nhánh thì bắt đầu có kho, thì hàng ở kho này hết thì người ta có thể gọi điện và chờ em xíu để em kiểm tra kho bên kia có hay không, em chuyển cho anh. Các bạn đi mua điện thoại di động vậy, bạn nói rằng nặng nặc bạn đã xem ở nhà cái màu hường rồi, bạn đến tận nơi, bạn đã xem trên điện thoại di động, trên web rồi, bạn thấy rõ ràng có cái màu đó, đến tận nơi, vừa đến nơi thì người ta mua bán cái đó mất tiêu rồi. Và mình nói rằng tôi muốn màu hường, thì cái cô bán thường thường cô giữ chân bạn lại chứ cô không muốn mất bạn đâu, nên cô sẽ nói câu là anh chờ xíu để em kiểm tra bên kho khác còn không. Thế là cô lên cô kiểm tra, và bản thân mình có thể kiểm tra được. Cô nói là chờ em xíu để em điều hàng về, anh chờ đi, anh khỏi cần chạy, anh ngồi để mát đi, có bên em cái bên, ok rồi điều em. Thế thì đã hồi người ta chuyển hàng về cho mình, vậy cái kho hàng bên kia người ta không phải là bán, người ta chuyển, còn bên này mới chính thức là bán. Đấy thì vấn đề những cái thông tin đó phải lưu trữ lại để cái sau này kiểm soát kho. À, thì app này nó làm những cái trò đó. À, bắt đầu bạn xem, đấy, cả hãng vận chuyển, tửa lưa, quản lý khuyến mãi, quản lý khách hàng theo chi nhánh. Nào bây giờ mình thử quản lý hàng hóa này, ví dụ thêm một món hàng, nha. Thêm mới một hàng hóa đây, cái màn hình thêm xóa sửa tìm kiếm, ví dụ môn Java web bạn đang học đấy, thêm xóa sửa tìm kiếm sản phẩm, thêm xóa sửa tìm kiếm user. Tôi hay gọi chữ CRUD, CRUD mình hay đọc đời thường ấy, nó đây. À, ví dụ xem thử ba trang 387. 387 chờ xíu. Quanh quẩn cái này. Đây. Đây thêm. Đây thêm hàng hóa đây. Đây đây web ấy, nó làm bằng web nha bạn. Đây nó làm web đấy. Đây mã sản phẩm này, tên sản phẩm này, nhóm sản phẩm này, drop down sổ xuống này, giá vốn, giá bán, vốn tức là mình nhập vào bao nhiêu, đó, mình mua vào, nhưng bây giờ mình bán ra phải bán cao hơn để mức tồn kho, trọng lượng. Có thể bên đây nó thêm này, sửa nhóm này, đấy màn hình thêm xóa sửa này. Đấy các nút bấm nó giống như thêm mới hàng hóa này, bắt đầu thêm chi tiết này. Thêm mới là cái menu của nó này. Đây là menu, là menu quản lý admin ấy, thêm mới vào thì thêm hàng hóa, thêm dịch vụ. Đó, bạn thấy bung, đó, chi tiết hơn này. Đấy, đây thêm quần áo này. Đấy, mã sản phẩm, tên sản phẩm, nhóm, giá vốn, upload ảnh, upload 3-4 cái ảnh để lúc mà các website người ta nhìn thấy á thì người ta vào người ta cũng thấy được là có bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu góc nhìn, trọng lượng. Đó, đơn vị tính các thứ tựa lừa. À, đây tính năng này, tao muốn mã hàng hóa phải là duy nhất. Tao muốn thông tin của hàng hóa bắt buộc phải nhập nhiên. Đó. Bạn thấy ạ? Thì tất cả những câu này tồn kho hiện tại sau khi lưu sẽ tự động tạo ra phiếu kiểm kho, cái chuyện từ tính trọng lượng để tính trọng lượng khi giao hàng. Trong trường hợp là ví dụ mình cần phải shipper đi. Đó, ảnh để lưu hàng hóa. Đó thì bạn phải lưu ý những cái này. Tích điểm, nếu chọn gian hàng có tích điểm khi bán hàng hóa, và nếu tích điểm thì cái hàng này mua một cái là sẽ có điểm cộng bao nhiêu, người ta sẽ lập sau. Thế thì bạn nhớ cái câu chuyện này, bạn nhớ những cái trò này. Thế cái trò này người ta gọi là requirement đấy, tức là nó ép bạn, tức là viết ra những cái câu này để mai mốt dân đép mình phải làm. Tức là mình đọc cái phần này thôi, đọc tất cả những phần này và mình phải làm được màn hình thế này. Vậy thì bạn đã hình dung là cái này vừa là màn hình để giới thiệu cho khách hàng sau khi đã có app, nhưng đồng thời bản thân như quay lại cái ngày đầu mà làm việc cái app này thì rõ ràng đó là requirement. Và bạn đã hình dung được câu chuyện requirement là gì rồi. Đó, Kiosk Việt thì sẽ có những phần là quản lý khách hàng này, khách hàng này, quản lý sản phẩm này, tất nhiên còn chi tiết nữa nha, nhưng mình làm tổng đoạn quản lý kho này, quản lý các chi nhánh này, quản lý người dùng này, ai được quyền login này,
Tất nhiên câu này nó còn phải chi tiết nữa, chứ còn nó còn detail nữa ở bên trong. Nhưng mà mình có hình dung sơ bộ này để biết rằng quản lý khách hàng thì chắc chắn không phải là thêm mới một cuốn sách rồi. Quản lý sản phẩm chắc chắn cũng không phải là thêm một người dùng hay thêm một đơn hàng, mà rõ ràng là phải nhập thông tin hàng để bắt đầu mới tạo đơn hàng được. Như vậy thì tôi đã vừa xong cái công đoạn đầu tiên quan trọng nhất, nó khởi đầu, nó kick off, tức là nó khởi động ra quá trình làm phần mềm. Mọi người có theo kịp đến đây và hiểu được ý nghĩa của bài giảng ngày hôm nay của tôi chưa ạ? Dạ, hiểu ạ. Ờ, đúng không? Bắt đầu cảm nhận là làm phần mềm nó thú vị hơn chưa? Trả lời. Dạ, có thì thầy. Tôi cho đủ góc nhìn nhá, của game. Bây giờ hôm nay bắt đầu mình nhìn game bạn chơi. Bạn nhìn bất kỳ phần mềm nào, bạn nhìn góc độ bạn làm được gì với nó, mà bạn đã bắt nhịp vào quy trình làm phần mềm rồi. Sau này khi bạn bảo là bạn muốn lập trình game, thì bạn cũng phải tưởng tượng cái gameplay, bạn tưởng tượng cái nhiệm vụ, cái mission, cái vision của bạn muốn chơi những cái trò gì trong game, kịch bản, màn hình, bản đồ bạn phải liệt kê hết trước, sau đó thêm cả người tạo hình đồ họa các thứ, rồi bắt đầu chính thức lúc đó bạn mới ráp vào code. À, cái câu chuyện nó đơn giản như vậy, tức là mình phải có những cái đoạn tiền trạm. Như vậy requirement coi như giả bộ đã liệt kê các tính năng xong. À, một requirement xong thì bước số 2 sẽ là gì? Tôi tin rằng khi bạn nghe tôi giảng đến đây thì phần bài giảng của ông giáo sư Ấn Độ bắt đầu nó rõ rồi. Nó sẽ rõ rồi. Vì phần phía sau là nó cứ thế nó tuyến tính nó tới thôi. Phần thứ hai được gọi là phần design. Phần thứ ba là phần code. Code là nói theo ngôn ngữ đời thường, nó hay còn gọi chữ là implementation hay là development, tùy nha. Nó thẳng câu là viết code, không nói nhiều. Tất nhiên tôi sẽ nói tiếp những phần sau, những phần 4 sao. À, với phần gọi là bàn giao sản phẩm, cài đặt để sử dụng. Còn nếu không cài đặt thì đưa lên web, đưa lên tên miền abc.com để chạy. Đó, hay cài vào cái máy nào đó, hay bàn giao sản phẩm đưa cho người ta, hay là đưa lên mạng để download cái game, lên mạng download dùng thử. Đó, nó rất nhiều cái trò. Thì cái giai đoạn này là bàn giao sản phẩm, tiếng Anh nó gọi là deployment. Nó dùng theo nhiều hình thức, tùy loại app. Web app của cái thì bạn mới giống môn Java web của bạn, thì hiện nay bạn đang chạy nó cái môn Java web, tùy thầy cô bạn giảng cái app nào, nhưng nói chung là bắt đầu bạn chạy từ localhost 2.8080 xoẹt cái tên app của bạn rồi xoẹt cái trang index.jsp hay cái gì đó. Thì nói chung cúm lại, mai mốt bạn chạy thật ấy thì không thể localhost được, bạn phải đem lên một cái server từ xa, bạn mua tên miền là website của tui.com, nhạc của tui.com, đồ đạc của tui.com, bán hàng của tui.com, đại loại vậy. Rồi bạn đưa cái trang web bạn lên, bạn viết lên, thì lúc đó gọi là giai đoạn bàn giao, đưa vào để sử dụng hay đưa lên tên miền để chạy, nói chung là đưa download. Nếu là bạn làm cái app về trình duyệt thì bạn phải để cái đường link cho người ta download chứ, hay là đưa lên App Store đó, hay đưa lên CH Play để cho người ta download, người ta tải về. Nói chung cúm lại là giai đoạn bàn giao sản phẩm đó. Deployment thì một số chỗ người ta có thể chia sâu thêm 5 là thêm maintenance. App viết xong bực tử lơ, bực lỗi, cần sửa, hoặc ai đó người ta thích thêm tính năng nữa, thích thêm tính năng. Thế nào thêm tính năng? Ví dụ như hôm bữa thanh toán bằng Momo, ban đầu đang thanh toán bằng COD, tiền mặt, tiền trao cho múc. Thế này sau này muốn có thêm thanh toán bằng Momo. Rồi nếu Momo thêm chưa đủ, thêm luôn cả Zalo Pay chẳng hạn. À, hai cái nổi tiếng chẳng hạn, ra ví dụ thôi. À, thì đây là hôm bữa đâu, không nói hôm nay ông muốn thì em làm đi, có cái gì đâu. Thêm tiền là xong cái gì? Giai đoạn này gọi là maintenance, bảo trì. Đó. Bảo trì, nâng cấp hay sửa lỗi, bug. Đó, thì bug thì tôi sẽ bàn sau. À, thì vậy thì ra lại design thầy vẫn chưa chịu nói cho em nghe là cái gì? Design chẳng qua là thiết kế thôi. Vậy design là thiết kế những cái gì? Nói về tôi lật ngược nha. Có cái app rồi đây, có cái ý tưởng cần làm app đây, ví dụ game FIFA thì bắt đầu là mình muốn là có game hỗ trợ cả giới nữ. Như vậy thì lúc này về mặt nào đó thiết kế thì nó sẽ gồm những thiết kế cái gì? Thiết kế đầu tiên có thể thiết kế UI. À, ví dụ với game ấy nha, bắt đầu tôi chia nhỏ hơn. Với nếu bạn làm cái game thì bạn phải thiết kế về cái kịch bản,
nhân vật. À, thế cái kịch bản, cái gameplay, cái loại chơi, những cái loại đồ đạc bạn phải dựng trước, những cái tình huống là đường thiểm đường thiểm thưởng cái điểm như thế nào, tài nguyên phải đi đào thế nào, những sứ mệnh như thế nào, bạn phải chuẩn bị những cái kịch bản, những cái bản đồ. À, nhân vật tạo hình trước. À, nói chung là tạo hình. À, những tạo hình bạn phải làm. Rồi. Còn đối với cái app bình thường, web app, đó, thì bạn có thể là bạn ví dụ làm thiết kế design HTML, CSS, đó, là những cái thứ mà bạn phải làm, tức là front end, nói chung là front end design, để người ta bắt đầu hình dung, hình dung về 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 cái màn hình của app. Trong một số bạn lúc này mình không dùng front end, cũng không dùng HTML, thì bạn có thể dùng những cái tool để vẽ UI. Ví dụ như nổi tiếng Figma, bạn phải biết cái tool Figma này nó hay lắm luôn, nó giả lập cho bạn cái màn hình điện thoại di động qua tay thỏ luôn, vẹn về chỉ nhét những cái ý tưởng, những cái nút bấm vào, vẹn chỉ nhét những cái ô nhập vào, thế là bắt đầu nó generate cho bạn HTML CSS luôn. Vãi cái thằng này nè, đó, bạn có thể xem cái Figma là một cái tool mình đang làm mưa làm gió hiện nay cho việc thiết kế web app hay mobile app luôn nha. Bạn vẽ tool thôi, bạn phải dùng cái tool này, bạn vẽ vẽ xong nó còn nút bấm là nó cả mình tay thỏ để nó cho mình hình dung trước là cái app mình mai mốt chạy trên tay thỏ thì nó ra sao luôn. À, có nút bấm, có bàn phím giả, có nút điều hướng, có ô nhập, nó làm hết xong bắt đầu nó generate cho bạn luôn thành HTML hay generate thành bạn cái cần thiết, cái bức ảnh cần thiết để bạn làm layout. Đó, thì Figma là một cái thứ đó, hình dung sơ bộ. Rồi ví dụ như nếu nói về UI nhá, tôi đang ví dụ vậy thôi. Xong bắt đầu bạn phải design DB chứ, database, vừa có database lưu trữ cơ sở dữ liệu chứ. Thì lúc này bạn phải vẽ cái ERD bạn học của bên môn môn database. Rồi bắt đầu bạn liên quan đến lập trình, thiết kế cái phần class diagram. Ví dụ class diagram là cái phần kế thừa, bạn vẽ những cái ô fill nhập. À, xem thử cái class diagram, xem thử cái để tính một cái class diagram. Phần thiết kế thôi nha, chứ chưa thèm nói. Nào, bây giờ ví dụ giả sử tôi nhìn thế này, có cái hình nào đây, bạn nhìn thấy thế này, ví dụ customer, bạn thấy con name address đó, credit rating là customer là thông tin về điểm tín dụng của người ta. Bạn có thể xem cái hình này, person gồm đây, cái hình này nó có thể dễ thương hơn, tất nhiên nó không hoàn chính xác hết. Bạn thấy dấu cộng có nghĩa là public đấy, dấu cộng là public. Ví dụ một cá nhân thì gồm cái tên là kiểu string, rồi cái số phone của anh ta và email, đại là mình ví dụ giả bộ thôi. Và nếu gặp chữ public, à, dấu cộng thì phải hiểu là public, mà nếu gặp dấu trừ thì phải hiểu là private. Đây là cái quy ước rồi. Cho nên khi bạn vẽ cái này ra xong thì bắt đầu bạn vẽ cho để bạn biết cho cái người lập trình viên sau này biết những ý tưởng của những cái fill, những cái hàm xử lý trong đây. Sơ bộ thôi chứ có còn điều chỉnh nữa. Thì để anh em hình dung cần bao nhiêu class để làm trong cái app nhá. Với những cái tên class và những cái hàm, và vẽ như thế này. Khi bạn vẽ thế này thì bạn về nguyên tắc trong code Java bạn phải viết như sau: public class person. Nhá, đó. Rồi bạn viết code bên trong xong, nhưng bạn vẫn tiếp tục public class student. Gặp cái chữ này thì bạn phải hiểu gõ ngay luôn thêm chữ extend person, tức là đây là class con và đây là class cha, hoặc có thể là abstract luôn nếu cần ở trong phía cha này. Như vậy gặp cái mũi tên rỗng này, tam giác này thì phải hiểu rằng à, phải gõ thêm student extends person. Đấy, đây là cái chuẩn của thiết kế class, để chỉ cần nói ngôn ngữ thiết kế thôi. Thế là anh em thi công, chúng ta là dân programmer sẽ ngồi gõ, cũng giống như các bác thợ hồ sẽ đọc cái bản vẽ thiết kế, các thợ xây đọc cái bản vẽ thiết kế hồi nãy cái ngôi nhà mà tôi nói mức cái thiết kế và kích thước ấy, đọc cái bản vẽ đó thì họ biết cách họ thi công, họ độ nền cao bao nhiêu, họ làm sân cỡ bao nhiêu, họ xây cái tầng lầu cao cỡ nào, mái nghiêng cỡ nào. Thế nên cái này cũng y chang vậy ạ. À, giờ em hiểu vai trò của thiết kế là gì rồi. Tại sao lại phải làm thiết kế này? Thiết kế thì mình có thể nhìn trước vấn đề, rồi sau đó mình chuyển giao cho người nào có kỹ năng convert code thôi. Đó. Chứ cần để đơn giản là mình để tập có cái góc nhìn trước ban đầu về những thứ mà mình nghĩ rằng là mình nên nhìn từ sớm, thì để nó sẽ tốt hơn cho cái đoạn thi công sau này. Giống như nhà mà không có thiết kế trước mà cứ xây đến đâu là cảm giác không hợp lý rồi mình đập. Đập thì đập bức tường nó có thể dễ, nhưng mà đập một cái cột nó ảnh hưởng cái kết cấu là không có đùa. Mình chưa kể phòng ốc mà mình không tính trước, lúc xây lên xong bắt đầu ngồi mới dịch phòng, kích thước không có ổn thì rõ ràng là không tốt cho tất cả mọi bên. Đó, cho nên phải thiết kế để phác thảo được những cái class hướng đối tượng mình chuẩn bị lập trình. Rồi có thể bạn chọn cái kiến trúc là MVC hay là MVC2, bạn có nghe, hay là làm API hay không, API thì trả về JSON như thế nào đó. Như thế nào
để lát hồi mấy cái bên API để các bên frontend nó còn xài, nó còn dùng để nó hiển thị data. Cái phần này là phần lập trình backend này, phần này là phần backend này, là phía hậu trường kết nối cơ sở dữ liệu ấy, thì gọi là backend. Còn phía phần là chỉ hiển thị dữ liệu thôi để nhìn, như có lập trình luôn. Đó, thì bạn hình dung cái này thì gọi giai đoạn thiết kế. Còn nhiều thứ nữa nha. Đó, nhưng mà nói chung đến đây thì bắt đầu bạn hiểu rồi. Cái môn Java Web mà thầy cô đang giảng cho các bạn, nó có cả một cái phần liên quan đến cái phần MVC này. Là bạn biết cách chia code của bạn thành từng module. Ví dụ DAO, DTO, đó như thế nào? MVC 2 thì rồi. Đó, thì tất cả cái đó xong thì bạn vẽ cái class xong đấy, thì anh em lập trình viên tự giác biết đọc cái bản vẽ thiết kế này, database bản vẽ thiết kế ERD có cái phần kia bắt đầu quất wrap code. Thì phần phía này là rõ ràng viết code đã học quá trời môn rồi. Quá trời các môn. Thế thì vấn đề bây giờ, vậy thì cái môn học của tôi đang ngồi đây cùng các bạn, nó chẳng qua là phối hợp các kỹ năng của database này, kỹ năng của frontend này, cấu trúc dữ liệu và giải thuật này, của lập trình web này, của lập trình C này, của OOP này, nói chung cửa lừa những kiến thức cho đến thời điểm đó, để bạn gom nó thành một cái app. Và bây giờ bạn phải nhìn thành một cái quy trình tổng thể, tức là bắt đầu bạn nhìn thêm cái vế này cho tôi, tức là vế đi tìm đầu bài, tìm thứ cần phải làm. Còn kỹ năng design và code mình đã học rải rác trong các môn rồi. Rồi sau đó bàn giao. À chưa, thầy làm thế này nhanh quá. Cái quan trọng tiếp theo, cái 4, code xong không thể thiếu. À, lỗi của tôi lúc này tôi biết. Validation, kiểm thử. Testing, kiểm thử. Kiểm thử, sai thử, đưa cho lính nhà mình, gọi là dân tester, dân quality control hay dân tester, sai thử để tìm bug, sai thử để tìm bug, tìm sai sót. Đó. Và sau khi tìm được sai sót thì dev ơi, vòng lên sửa lại đi cái ông, nếu có sai nha, nếu có bug, bug có báo dev sửa lại. Dev là developer sửa lại ở bước 3. Đó, sửa lại xong rồi cứ sa quần một hồi thì sẽ đến bước số 5. Tôi xin lỗi nãy thiếu cái là bạn giao sản phẩm, rồi sau đó là bước 6 nâng cấp và bảo trì. Nói chung 5 hay 6 bước nó không phải là câu chuyện, cái này hai cái này gộp lại cũng được nha. Nói chung là để pha đưa vào sử dụng rồi, rồi sau đó bảo trì nâng cấp, nghe feedback phản nàn. Còn bug là cái giai đoạn mà coi như có code thì các bạn đang biết môn Java Web bạn đang làm rồi thì tôi không bàn, nhưng bắt đầu kiểm thử, bạn nhìn thử vài cái bug xem nó ra hình dáng như thế nào thì gọi là bug. Cái này là tôi ở kỳ 5 nhưng tôi cho các bạn xem trước nào. Ví dụ thế nào là bug, chờ tôi xíu để tôi tìm cho bạn một cái thông tin của các bạn. Đây, đây là một cái website mà tôi đi du lịch tự túc, à, tôi muốn làm một cái tour du lịch, cái này chuyện thật sự. Và khi tôi vào cái website này, đây, tôi đi .net và bạn thấy rằng nó có bug, đây, bug này này, cái render hiển thị của nó có trục trặc, cái chỗ này là toàn những cái bộ thẻ, cái thứ gì đó đây này, tự nhiên không biết sao nó xuất hiện như thế này. Và đây tôi gọi là bug, bug này là bug nhẹ, nhẹ góc độ là nó sai về mặt hiển thị. Rõ ràng nó cũng hơi gây phản cảm cho mình, nhưng rõ ràng gọi là nghiêm túc. Nghiêm túc thường là ví dụ gọi lộ data, mất mát data, sai lệch data cơ. Còn cái thông tin của cái tour này về nguyên tắc là nó chỉ đơn giản là liệt kê, giống như kiểu select từ database lên, cho nên mức độ nghiêm trọng của nó không bằng. Chứ còn vấn đề tiền bạc mà bị mất cái thứ này nọ thì mới là cái lớn chuyện. Đó, thì đây là một cái bug. Rồi, bạn có thể xem một cái bug. Tôi cho bạn xem thử một cái bug. Đây, đây là bug của bug nhẹ thôi, rất nhẹ. Đây là website của sếp nhà mình, sếp Sơn Tùng, sếp Sky. Và đây website của anh ấy, cái này tôi chụp năm 2001, à 2021. Tức là website của anh ấy quảng cáo, anh có công ty về, sếp Tùng nhà mình có công ty về tổ chức sự kiện, công ty đào tạo tài năng. Và bạn thấy đây là website của sếp. Và trong website của sếp thì đây có bug này này. Ví dụ cái bullet này tự nhiên nó hiển thị chơi vậy đó, mà nó không có dòng. Rồi tự nhiên cái dòng này nó bị cách thư khoảng như thế này, chuyện này không ổn, chuyện này hoàn toàn không ổn, được gọi là bug, cũng không gọi là nghiêm trọng quá mức, nhưng mà về mặt nào đó nhìn con mắt của mình nó bị sốt, do tự nhiên nhìn thấy nó kỳ quá, đó, cái chỗ này. Rồi chưa kể những bug rất nhỏ về mặt gọi là chấm phẩy, chỗ này là chấm phẩy kết thúc câu không đúng đâu, vì dưới này bạn chấm như là đúng, cho nên anh em mình hay nói vui với nhau một câu, một bài văn bạn viết tuyệt vời, trời, ngôn từ dùng hay quá trời là hay luôn, chả có điều gì đáng chê trách, chỉ có điều duy nhất
mọi cái câu viết của bạn trở nên vô nghĩa vì bạn sai chính tả mẹ nó rồi. À, trên những cái chỗ này, trời ơi em buồn quá, sếp làm tao buồn mấy bao nhiêu ngày sau khi tao thấy được cái bậc này của sếp. Chờ xíu tức close nữa. Rồi, có một bậc dễ thương mà bạn có thể nhìn. Có một bậc dễ thương, bậc này quen lắm, hình như đã fix rồi. Của ở đâu? FAP của mình. Đó. Ở đây là bậc hả thầy? Có. Nhìn nhanh này. BR là cái gì? Đó. Câu thông báo đấy, đây là một cái thông báo, nhưng đây gọi là bug nha, một cái thông báo sai. Rồi. Has chứ không phải là full of. Đó, không phải là have nha. Has. Dấu khoảng trắng này, dư dấu khoảng trắng này. Dư dấu khoảng trắng này. À. Vui không anh em? Trả lời. Vui không? Vui. Nó đi đầu hết rồi ha? Cái lỗi nó tào lao thì sợ. À, nhìn nó buồn quá đúng không? Rồi, yeah. Có một cái bug dễ thương. Nếu bạn nói mình vậy thì có một bug cực kỳ dễ thương. Chờ tôi xíu. Đây là một cái bug. Tôi search lại cái bài báo này cho các bạn xem. Nếu bạn là người fan tín đồ, fan cứng của Apple thì Apple, đấy hồi nãy bạn nói bug chuyện mình, bạn cảm giác bị hơi tổn thương chút xíu khi sếp, rồi khi FAP có một chút siêu trạng, thì bây giờ cái tổn thương đó chưa là cái tổn thương so với tôi bị tổn thương khi đồ Apple bị. Này, đây là anh chàng designer người Việt, anh tìm ra cái bug này. Và thật sự sau khi nhìn cái bug này của anh thì tôi cũng lạy anh ấy luôn. Và dĩ nhiên tôi thất vọng Apple một cách vô cùng. Mặc dù đồ Apple cực kỳ tuyệt vời, tôi không chê được vào đâu cả, nhưng mà tôi quyết định xài Samsung. Chỉ đơn giản không đủ tiền để mua thôi, chứ không phải là gì cả. Nhưng tôi có một sự tổn thương nhẹ nhẹ khi nút bấm của đồ Apple đã bị lệch mất 3 pixel. Bậc này hài không, vui không? Trả lời. Vui. Cho nên Apple cũng có những bậc lớn bé như thường. Còn bậc mà lớn nữa thì để đến kỳ năm tôi sẽ giảng. À, bây giờ bắt đầu bạn hình dung bậc là cái gì rồi. À, bậc là một cái sai sót của phần mềm, có thể gây nên phản cảm, có thể gây nên sốn con mắt, hay có khả năng gây mất mát dữ liệu luôn. Ví dụ thế nào là mất mát dữ liệu? À, ví dụ cái server mà test không kỹ, cái phần mềm server phòng chống không kỹ, coi chừng vỡ mặt. Một cái bài tiếp tục. Đây. Hacker đã tấn công BKV từ một lỗi cơ bản. À, SQL injection, tấn công vào cái website nha. Tấn công vào cái website của BKV. Và website thì cũng là một web app thôi, chứ bị hở sườn. Và thế là lấy được cả code, lấy được cả code luôn của BK về. Đây, chờ xíu để tôi mở cho bạn xem. Đây, cái màn hình code của BK về. Thì không phải bài báo này. Thêm một cái nữa để mình hình dung. Đây, anh chàng này anh tấn công và anh chụp được cả màn hình code của BK về cái server. Còn tất nhiên đây là câu chuyện huyền thoại, đúng sai thì phiên hạ luận bàn nha. Nhưng đã rõ ràng đã có một cái câu chuyện của BK về bị server bị hở sườn theo nghĩa nào đó, hay bằng cách nào đó người ta tìm được thông tin, lấy được thông tin code của BKV. Như vậy server bị lỗi nha, bị hở sườn trong một cái cấu hình nào đó của cái app mà test không kỹ. Đó, cho nên bạn sẽ thấy ví dụ thêm cả cái mã hàng, mã nguồn của giao hàng tiết kiệm bị tấn công, bị tung lên mạng. À, code đây, suộc của họ đây này, cái cấu trúc thư mục suộc giống thư mục DAO, DTO của mình. Như vậy thì bản thân cái phần mềm, trong quá trình mà phần mềm cấu hình trên server Windows nữa, cả mọi thứ mình cài những cái tường lửa, cái thứ này nọ, mà bằng cách nào đó nó vẫn còn những hở sườn, thì bug là sự sai sót xảy ra trong phần mềm, có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng hoặc gây lên một cái điều sốn con mắt như vừa rồi. Vậy bạn cũng đã hình dung thế nào là bug ở đây. Thế là bug. Lâu lâu bạn thấy mà hệ thống nào đó Facebook bị treo hay Facebook bị nghẽn một thời gian đại loại, thì đó là bug đấy. Vậy thì phần mềm nào nó cũng sẽ có những cái bug, và tìm ra xong sửa rồi bắt đầu bàn giao cho người ta. Như vậy thì bạn thấy không, code từ nãy giờ tôi bài cả tiếng đồng hồ tôi nói các bạn, thì tôi chả có đề cập quá nhiều vào code, bởi vì code nó cũng chỉ là một phần của các công đoạn làm phần mềm. Như vậy thì bây giờ bạn phát hiện một câu là làm phần mềm rồi, em đã hình dung những cái mà thầy vừa nói trong bức hình này thì em cảm được hết rồi. Đấy, ở mỗi giai đoạn em làm cái gì đây, quản lý là tính năng, là quản lý sinh viên, MGT với tách quản lý sinh viên, quản lý thi cử, đây là cái app FAP, phần mềm FAP. Ví dụ làm phần mềm thì gồm quản lý sinh viên, quản lý thi cử, quản lý bài tập về nhà, quản lý điểm danh, quản lý phân quyền và user. Sau đó design các EO, cái thứ này, kiến trúc phần mềm này chính là MVC này. Sau đó viết code thôi, viết code xong kiểm thử xong bàn giao và ghi nhận là những tính năng thêm bớt. Thế thì bạn nắm được toàn bộ cái tinh thần này thì
cái bài giảng của ông giáo sư Ấn Độ trong 1, 2 và 3, cái môn đầu tiên, thì đều chỉ nói về những thứ này. Nhưng tại sao ông lại chia lắm trò như thế? Thì bây giờ tôi nói thêm cái này để tôi kết thúc cái buổi ngày hôm nay của chúng ta. Nào, như vậy thì tôi cứ giả bộ 6 bước đi. 6 công đoạn, 6 hoặc là 5 công đoạn cũng được. Như 5 công đoạn hay mấy công đoạn cũng được. Công đoạn làm ở trên. Làm ở trên. Công đoạn làm phần mềm. Đã liệt kê ở trên. Đã liệt kê ở trên. Nha. Sau công đoạn này thì có nhiều cách trộn với nhau, nhiều cách phối hợp trộn với nhau. Nếu mà nói theo quan điểm, ví dụ theo cái góc nhìn của SEA Games, SEA Games là cái góc nhìn, hay là góc nhìn của Thế vận hội ASEAN, hay là của Olympic, tức là tầm quốc tế. Đó, ASEAN là cầu châu Á, SEA Games là tầm của Đông Nam Á. Thì ngoài có những cái môn thi, ví dụ có bạn có môn thi là môn thi nhảy cao, đó, để tìm môn thi chạy điền kinh, chạy 100m, chạy 100m, môn nhảy xa. Đây là những món riêng. Đó. Rồi môn nhảy rào, nhảy vượt rào, hay nhảy gậy, đẩy gậy, nói chung đại loại vậy. Thì đây là những môn lẻ, tôi đang ví dụ là môn lẻ, đó là những cái môn lẻ vẫn thi bình thường, vẫn thi để lấy thành tích, lấy kỷ lục đại hội, thì đây bình thường. Nhưng mà các bố nhà mình còn chế ra các môn phối hợp nữa. Ví dụ bạn tưởng tượng có các môn phối hợp ban đầu là thì đi bộ một đoạn này, một đoạn, sau bắt đầu chuyển qua chạy điền kinh một tí, sau rồi bắt đầu lại chuyển qua vượt rào, à, xong bắt đầu lại chuyển qua nhảy xa. Nói chung là đo thành tích và đo thời gian. Đó, chúng ta sẽ đo thành tích và thời gian. Đó, nói chung là túm lại thì cái trò này gọi là môn phối hợp. Vậy các môn phối hợp thì nó cũng giống như ở trên đây này. Cái phần mềm thì có 5-6 công đoạn, nhưng nếu bạn lẻ thì tôi làm lẻ không nói. Nhưng bây giờ các công đoạn nó trộn với nhau thành một cái kiểu cuộc thi nào đó, thì cái đó người ta gọi là quy trình và mô hình. À, như vậy thì 5-6 công đoạn trên, 5 hoặc là 6 công đoạn trên trộn theo thứ tự nào đó. Thường là thứ tự ví dụ như xoắn ốc, trình tự, hoặc là song song. Đó. Thì nó sẽ sinh ra khái niệm gọi là cái mô hình hay là cái quy trình phát triển phần mềm. Tiếng Anh nó còn gọi là software development process model methodology, phương pháp luận. Như vậy nó chẳng qua là mấy cái món này làm trình tự nha. Thực ra cái trình tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 của tôi nó chính là waterfall đấy. Tôi đã hằng ban đầu tôi cố tình tôi không đưa chữ waterfall để các bạn cảm giác bị xoắn. Chứ thực ra tôi không nói là chữ không bao hàm thứ tự, nhưng bản chất tôi đã liệt kê một cái thứ tự rất đẹp. Hiểu đầu bài rồi bắt đầu mới giải bài, phân tích giải bài rồi kết luận và làm nộp này. Hiểu đầu bài giống như thi đấy, rồi sau đó bắt đầu đi tiếp nè, rồi làm giấy nháp cái phác thảo thiết kế cái đã, rồi bắt đầu viết vào bản chính cái đã, rồi sau đó ngồi dò lại bài và sửa gì đó xong rồi nộp bài thưa thầy. À, cái trình tự rất đẹp. Thì trình tự này nó gọi là trình tự thác nước, tức là đều đặn xong cái này sang cái kia, nó giống như nước chảy tầng bậc sang tầng bậc, thì nó gọi là mô hình thác nước. Thực chất một điều, nếu bạn nhìn theo tiến trình thời gian thì là bước số 1 này, requirement, tôi viết tắt nhé, cho phép tôi viết tắt. À thôi thì viết luôn được. Bước số 1 thì giả dự này, requirement. Mày làm xong cái này chưa? Dạ em xong rồi, em đưa yêu cầu rồi. Xong rồi, thế bây giờ mày chuyển sang bước 2 nha. Mày làm xong cái 2 mày design tao đi. Mày biết mày cần phải làm cái màn hình mẹ nào rồi, cái tên màn hình có rồi. Login thêm xuất sự tìm kiếm rồi, mày làm bản vẽ thì mày giao diện đi, lát hồi với code. Design database cho luôn đi. Làm xong chưa? Dạ em xong hết rồi. Code được chưa? Dạ em code. Bác yên tâm em code. Code xong chưa? Code thì kiểm thử. Test. Test xong chưa? Rồi coi như ổn, giả bộ mọi thứ nó ổn. Thì bàn giao đi. Deployment. Nếu tôi viết cái này là theo tiến trình của time. Time tức là thời gian, thì rõ ràng phải xong cái này sang cái kia. Time. À. Nhưng mà viết như thế này, time thì đúng là xong cái này sang cái kia, nhưng viết cái này nhìn nó không ngầu, nhìn nó đơn giản quá.
À mình cố gắng mình đẩy xuống tí cho nó ngầu. Xong cái này thì bạn chuyển sang đây đi. Viết có viết lệch lệch ra. Vẫn là theo tiến trình thời gian nhìn từ trái sang phải. Nhưng mà viết theo bậc thang thì tự nhiên nó tạo cái hiệu ứng về mặt viral, hiệu ứng về mặt thương mại, hiệu ứng về mặt quảng cáo. Nhìn nó đẹp trai hơn. Chứ rõ ràng phải vẽ lệch nha, chứ không được vẽ song song. Đó, vẽ thẳng, lệch một tí. Thì tự nhiên nó thành cái bậc thang. Gọi bậc thang nghe nó tầm thường quá. Câu làm sao phải bán hàng được, nghe nó kêu kêu tí, nghe nó viral. Rồi, thác nước waterfall. Anh em thấy chữ waterfall xuất hiện một cách đẹp đẽ và tự nhiên chưa? Trả lời. Có thưa thầy. Và tôi tin tôi đã hóa giải cho bạn những phần ít nhất là phần để bạn học tiếp được. Tất nhiên bữa sau tôi sẽ đi sâu vào tất cả câu chuyện này, nhưng ngày hôm nay tôi đặc trưng đặc biệt là tôi sẽ đưa cho các bạn về quy trình về các bước làm phần mềm cộng với waterfall giới thiệu rất nhanh theo trình tự từng bước, và bản chất không cần waterfall vết theo chiều ngang, tính tính từ trái sang phải thời gian, chả chết thằng mẹ nào, nhưng rõ ràng cần một cái tên nào đó để nghe nó hay ở trên thương mại. Thì rõ ràng là chúng waterfall thác nước nghe nó ngầu hơn hơn là bậc thang leo hay bậc thang đi xuống đó. Thực sự bạn qua là tiến trình theo thời gian và làm trọn vẹn từng việc, xong chuyện sang thằng khác, leo bậc thang này xong rồi thì leo bậc khác, không có chơi trò ngược lại thối lui hay bất cứ cái điều gì. Nói chung thong nước chảy thác này xong xuống tầng dưới, tầng cao xuống tầng dưới, tầng dưới xuống, không có chơi trò dội ngược, ít nhất về mặt lý thuyết thì đó, thì nhìn nó một cách tưởng minh và nó mang đến chất thương mại thôi. Vậy thì bạn đã hiểu là các bước phối hợp bước này trộn theo một cái trình tự, xong cái này xong cái kia, cũng giống như các môn phối hợp, làm cái này chạy xong nha, điền kinh xong bắt đầu xong một tí vượt rào cho nó chạy xa, rõ ràng phải làm từ bước này, không có cho ăn đòn. Thì đây gọi là một cuộc thi kiểu phối hợp nào đó, rồi bạn ấy chế một loại cuộc thi phối hợp điền kinh 42 m hay cả mấy trăm mấy chục mét, gồm cả vừa chạy vừa bơi vừa tự lơ. Bạn thấy như đợt vừa rồi có cái cô gái nào của Việt Nam đạt cái giải cực kỳ khắc nghiệt hành tinh đó, đó nó ngồi người ta chế những cái loại phối hợp miễn làm sao đo một cái thành tích nào đó. Thì vậy thì rõ ràng là dạy dự phối hợp của các bước làm phần mềm này thì nó sẽ ra những mô hình khác nhau như vậy. Agile, Scrum, Lean, Spiral đầu giờ hỏi, rồi Sashimi, V-Model, tất cả chẳng qua là phối hợp những bước này theo một cách nào đó và nó gia giảm thêm từng mỗi chặng. Thì bạn đã tự tin để biết rằng xét cho cùng nó cũng chỉ nhiêu đây việc thôi, chỉ có cách là mình muốn làm xong sau mình làm trước hay làm sau, hay làm một miếng rồi bạn nhảy qua cái ghế miếng xong rồi nhảy lại rồi làm một miếng xong rồi nhảy lại, chứ không cần phải xong trọn vẹn cái nào đó cả. Thì đó là các phương pháp khác nhau. Vậy thì làm sao để đẻ lắm phương pháp đó? Vì lý do là thời cuộc là các loại phần mềm nó khác nhau, nhu cầu khác nhau, thì nó phải có những trò chơi khác nhau. Cũng giống như ô tô ngoài đường, tại sao phải lắm loại ô tô? Nếu không bốn bánh cho nó rồi. Ủa, tao muốn leo núi, tao muốn đi đường dốc nhiều thì nó ra phải xe kiểu khác. Không, tao muốn thành phố đi đường bằng, rõ ràng là kiểu khác. Rồi, tao muốn lội nước gầm cao, nó khác. Tao đi trong đường bằng phẳng kiểu Lamborghini mà lề lề đường nó không có cao, ok kiểu khác. Thôi, tao muốn cả bán tải để tao chở được cả những lều nếu các thứ này nọ, chứ cốp xe kia nó bé quá. À, rồi sau đó đấy, bạn thấy hình dung không? Do nhu cầu khác nhau, do cái cách thức người ta muốn có kết quả khác nhau, cho nên người ta phải có cách phối trộn để sắp đạt được mục đích. Thì đó người ta gọi là mô hình. Như vậy khi nói về mô hình làm phát triển phần mềm là ta bàn về trình tự. Mô hình phát triển phần mềm. Phần mềm tức là khi nói mô hình là quy trình, hay là quy trình là ta phải bàn về trình tự, là ta cũng sẽ nói về các bước và các trình tự kèm cái trình tự. Và rõ ràng đối với cái mô hình V-model, mô hình Sashimi, mô hình Agile, rõ ràng nó sẽ nói với các bạn trình tự, nhưng không cần gì phải lo, vì xét cho cùng cũng gồm nhiều đầy chữ mà thôi, cũng giống như trình tự đây, xong từng này sang cái kia, không làm mỗi đoạn một miếng một miếng một miếng một miếng, lặp đi lặp lại hoài đấy. Tôi tin rằng bạn đã bắt đầu cảm nhận được sơ bộ về quy trình làm phần mềm. Còn tại sao phải đẻ lắm trò thì do nhu cầu khác nhau và do sự phù hợp. Đi trong đường phố mà đi những con xe leo độ địa hình thì đó là cách mà đốt xăng thôi, chứ chả sai gì sai cả. Nó không hiệu quả trong việc cùng di chuyển đến nơi, nhưng mà chi phí phí tiền. Thì các loại phương pháp phần mềm này tại sao dùng nó, dùng nó ở đâu, thì ông giáo sư Ấn Độ ông đều có giải thích cho bạn. Và ngay đoạn đầu giờ bạn gì đó, tôi quên, xin lỗi quên mất tên, thì bạn cũng đã có hỏi tại sao và lúc nào dùng cái đó. Thì rõ ràng ông giáo sư Ấn Độ có giảng. Và nhiệm vụ của tôi trong lần gặp sau thì các bạn đã cảm nhận được rồi, thì bắt đầu tôi sẽ đi vào chi tiết đề thi và những cái mà câu hỏi các bạn từ từ nó sẽ đến. Mọi người theo kịp câu tôi chia sẻ, cái bài nội dung tôi chia sẻ cho đến giờ không ạ? Dạ, theo kịp ạ. Theo kịp ạ. Sao, thấy làm phần mềm hứng thú và phấn khích hơn chưa? Dạ, hứng thú hơn. Sao, tự tin rằng tao giảng, tao tự thấy rằng tao giảng hay ông giáo sư Ấn Độ chưa? Trả lời! Dạ, hay hơn thầy. Dễ chán. Ông giảng chán thật, đúng không? Mặc dù mình tôn trọng kiến thức nha, respect kiến thức, nhưng rõ ràng cái cách ông truyền đạt thì nó lý thuyết quá, đúng không? Nó không nổi, đúng rồi. Không sao, cứ mình cứ học coi như là thách thức để mình luyện thêm cả tiếng Anh. Mà mình cũng biết rằng là người nước ngoài người ta cũng dạy, thực ra cũng thầy Hoàng cũng dạy như đó kiến thức thôi, chỉ điều cách truyền tải. Vậy thì bạn học được thêm một điều rằng cùng một vấn đề nhưng cách truyền tải khác nhau thì có khi nó lại trở thành
mình thích thú hoặc là trở thành ức chế và cho nó xong. Thì tôi tin rằng tôi cố gắng, tôi truyền đạt hết trong khả năng của tôi để giúp các bạn cảm nhận được cái môn học này. Như vậy thì anh em cho đến thời điểm này cũng trễ rồi, sáng mai tôi có slot 1. Anh em học cho đến giờ cảm nhận được chưa? Còn điều gì thắc mắc hỏi đáp gì không? Mọi câu hỏi thì từ từ còn nữa, nhưng về chuyên môn sâu thì từ từ sẽ đến. Nhìn nhiều đây đủ chưa? Có ổn không? Dạ ổn, là ổn mà. Ổn. Còn câu hỏi thắc mắc gì không? Trước khi tôi dừng và video tôi sẽ post sau trên YouTube để các bạn có thể ôn lại, nếu các bạn muốn nghe lại và báo cho bạn bè nó vào để biết đường mà có kiến thức mà học, học để làm nhá, chứ không phải học cho qua môn. Học để làm chắc chắn nó qua được môn. Ổn không? Ổn chưa? Ổn thầy. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn anh em đã ngồi cho đến thời điểm này, điểm danh cho đến điểm danh rồi. Chúc mọi người có niềm say mê học tập và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những buổi học tới. Chúc mọi người cuối tuần thứ tư vui vẻ. Nghe kỹ nha, cuối tuần thứ tư của học kỳ đấy. Cho nên phải chú ý kỹ về mặt thời gian để ôn bài các môn, đặc biệt môn Java Web thì PE không có đùa đâu. Nó sẽ có cái độ khó riêng của nó, cho nên mình phải chuẩn bị kỹ. Còn môn này của tôi thì nó nhẹ nhàng, tôi sẽ không làm khó các bạn nha. Hy vọng các bạn yêu nghề. Rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên trường nữa cũng được. Bye bye mọi người được chưa? Chúc cuối tuần vui vẻ, cuối tuần thứ tư vui vẻ. Dạ, chào thầy ạ. Rồi, dừng hen. Chào thầy. Rồi, bye bye cả nhà. Chào thầy. Rồi, ok. Cứ off đi các bạn, không cần chào nữa. Off đi được rồi. Tôi sẽ post bài sau.